Đây là Alibaba, một thanh niên siêng năng chịu khó, hàng ngày bốc vác làm thuê để kiếm tiền với mong muốn đến được mê cung. Lúc mang hàng về xe thì Ali phát hiện một tên nhóc tự xưng là Aladdin đang gặm đống dưa hấu của ông chủ. Và đúng lúc này thì ông chủ lại đến kiểm tra. Ali cố giấu nhưng ông chủ vẫn xông vào xem và cái kết là Ali bị ông chủ hành một trận và cắt mất tiền công. Tối về đang cay cú thì Ali gặp lại Aladdin. Ali rất tức giận và quyết định là sẽ đi chinh phục một cái mê cung để kiếm tiền. Những mê cung đó đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới vào khoảng 14 năm về trước. Ai chinh phục được nó thì sẽ có gia tài đồ sộ cùng những món bảo vật giá trị, nổi tiếng nhất vẫn là thảm bay và đèn thần. Ali sau đó mệt mà thiếp đi, sáng hôm sau, Ali cho Aladdin biết việc cậu rất muốn chinh phục một mê cung và cái đầu tiên cậu nhắm đến là cái ở trên kia, mê cung trên kia đã xuất hiện vào 10 năm trước và Ali quyết sẽ phải chinh phục được nó để có được tiền tài, cậu cần tiền để thay đổi cả đất nước này và cũng không quên việc ăn chơi hưởng lạc với đống tiền có được đó. Đột nhiên Aladdin đụng trúng một cô gái cô gái có vẻ giận nhưng ali sớm nhận ra cô là một nô lệ nhìn cô gái có vẻ muốn che giấu cái xích đi và đi lại cũng khó khăn thế là aladdin quyết định lấy cây sáo của mình và thổi lên một tiếng khiến xích chân bị đứt tuy nhiên ai cũng sốc bởi việc này vì hành vi này được gọi là cướp nô lệ và sẽ bị xem là phạm tội tên chủ thuê của ali tìm đến và muốn ali chịu trách nhiệm về cô gái này một là cậu thành nô lệ hai là trả tiền xem như mua lại cô gái nhưng aladdin đã thổi lên một tiếng nữa và hai cánh tay khổng lồ đột nhiên mọc ra và dạy cho tên chủ thuê và người của hắn một bài học cảnh vệ sau đó tìm đến nên Ali phải kéo Aladdin chạy đi. Cô gái do cũng đã tự do nên trốn luôn, cả hai trốn được dưới một căn hầm và Aladdin cho Ali biết trong cây sáo này là Ugo. Một thần đèn, Ali thấy một con người có giá trị nên đã quyết định làm thân với Aladdin. Tên quản lý mập kia lúc này đã về báo cáo với ông chủ về việc có nô lệ bỏ trốn. Còn Ali vì muốn làm thân hơn với Aladdin nên đã đưa cậu nhóc đến chỗ mấy cô em, vì Aladdin rất thích những cô gái ngực bự. Ali sau đó gọi cô em ngon nhất quán ra và bị sốc khi cô em ngon nhất quán lại là một người lực điền với quả mặt nhìn là muốn tắt lứng, lúc ra về. Ali lại bị tên quản lý tóm được, hắn muốn cậu một là quay về làm việc giả nợ, hai là để hắn dán truy nã khắp nơi. Ali muốn đi mê cung kiếm tiền trả thì hắn cười nhạo cậu nên cậu không còn cách nào ngoài làm việc trả nợ tiếp, sáng hôm sau. Vừa làm xong việc thì Aladdin phát hiện cô gái cậu thả đi lần trước đã bị bắt lại và sắp bị đưa đến hầm mỏ để làm việc. Trên đường đi, Ali chỉ biết nghe theo mà nịnh hót tên sếp dù cả cậu lẫn Aladdin đều biết đó là những lời nói dối. Đột nhiên giữa đường, cả đoàn xe bị tấn công bởi một cái cây khổng lồ. Tên chủ thì chỉ biết lo cho đống rượu nên bảo Ali hốt rượu lại nhanh. Cô gái kia và một cô bé đã bị rơi vào miệng của cái cây nhưng tên chủ chẳng quan tâm, mẹ của đứa bé thì liên tục kêu gào ai đó hãy cứu con bà. Ali không thể nhịn nổi tên chủ hám tiền này nữa nên quyết định đấm vào mồm ông ta và mang một thùng rượu xuống, cậu cố mở cái cây ra để ném rượu vào cho cái cây thả người ra. Nhưng sức cậu không đủ nên Aladdin phải gọi cả thần đèn Ugo ra để giúp. Ugo mở được cái cây ra và Ali đã ném thùng rượu vào để mấy cái xúc tu này thả hai cô gái ra. Nhưng Ugo sớm bị cái cây trói lại buộc Ali chỉ kịp kéo người ra và rồi chính cậu lại rơi vào trong đó. Nhưng Aladdin đã cởi tấm khăn buộc đầu ra. Nó chính là thảm bay và Aladdin đã mang cả đống rượu xuống nhằm cứu lấy Ali. Ali lúc này đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng Aladdin đã thả một đống rượu xuống để cái cây chịu buông Ali và Ugo ra. Cả hai sau đó thoát được và tên chủ thì liên tục kêu inh ỏi vì đống rượu của hắn đã mất, nhưng Ugo đã vùng lên quét qua một lượt và rồi đưa Aladdin và Ali rời đi. Ali đã thoát khỏi công việc phiền toái và bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình cùng Aladdin, cả hai sau đó đã đến được trước mê cung. Ali biết sau khi chạm vào cánh cửa này thì cả hai sẽ bị mê cung hút vào và chưa từng có ai ra được khỏi mê cung, nên có thể xem đây là con đường một đi không trở lại. Ali chưa chắc chắn lắm thì Aladdin đã mê ngủ mà đẩy cả hai vào trong luôn, lúc bị đưa vào trong Ali nhận thấy bản thân đang ở trên một cái hồ nước nhỏ, đã vậy trên mặt nước còn có dầu. Vừa thấy Aladdin thì Ali đã nhanh chóng chạy lại đưa Aladdin lên bờ trước khi lửa bén xuống và thiêu dụi cả mặt hồ. Trong lúc đó, lãnh chúa của thành phố cũng đã quyết định bước vào mê cung. Ở trong kia, hai thanh niên đang bị đá lăn đến nên đành gọi Ugo ra chạy cho lẹ, cả ba sau đó rơi xuống một cái hàng. Aladdin thì than đói do mỗi lần gọi Ugo ra là cậu lại tốn sức, Ali thấy họ cũng hơi sai khi không mang theo đồ gì đó. Đột nhiên Ali phát hiện một con kiến to ở bên cạnh còn Aladdin thì đã bị một con kiến khổng lồ gặm đầu, Ali phải kéo cậu nhóc ra và lấy dao chém con kiến. Thấy chúng có vẻ mềm yếu nên Ali đã chém sạch chúng, đột nhiên chúng lại hóa lỏng và hợp lại thành một con người kiến và bắt đầu phun lửa. Aladdin đã phải gọi Ugo ra và sơn lửa lên tay Ugo để nó đập một cú tiêu diệt hoàn toàn con người kiến này. Aladdin sau đó cũng kiệt sức mà ngất đi nên Ali đành để Aladdin ở một góc gần đó để nghỉ lại. Ali đã định thử thổi cây sáo để gọi Ugo nhưng cậu không có năng khiếu đấy. Cậu quyết định đợi lúc Aladdin tỉnh lại thì cả hai sẽ quyết định nói ra hoàn cảnh của bản thân để hiểu hơn về nhau. Đột nhiên lúc Ali tỉnh dậy thì cậu phát hiện tên lãnh chúa đã vào đây. Đột nhiên cô gái tóc hồng kia phát hiện Ali và Aladdin ở trong này nên gọi tên lãnh chúa đến. Tên lãnh chúa mặc kệ Ali mà chỉ đến gọi Aladdin với cái tên là Maji. Đột nhiên hắn cho người đưa Aladdin đi và cho xử lý luôn Ali. Ali đã vòng ra và khống chế được tên đô con này nên tên lãnh chúa đã phải khen ngợi Ali mà xử luôn tên hầu đô con kia. Vì hắn cho rằng Ali mạnh hơn tên này nên đồng nghĩa với việc là tên này là đồ bỏ. Ali sau đó bị đưa đi theo tên lãnh chúa. Lúc đến một phiến đá, trên đó là thứ ngôn ngữ mà Ali biết nên tên lãnh chúa đã thưởng cho cậu vì tỏ ra có ích. Ali sau đó dịch được phiến đá và rồi quyết định nhảy qua đống lửa này và gạt được cần trong miệng bức tượng rồng. Đám của tên lãnh chúa vừa qua được thì lửa lại nổi lên và thiêu rụi Ali. Tên lãnh chúa thấy tác dụng của Ali đến vậy là hết. Aladdin sau đó đã tỉnh lại và được tên lãnh chúa cho biết là Ali đã trộm cây sáo của Aladdin và đi mất. Hắn sau đó đưa tên hầu cận đô con còn lại đi thám thính và để cô gái tóc hồng đây canh chừng Aladdin. Aladdin thấy cô cứ có vẻ u ám nên đã làm mặt hề để cô cười. Cô bị người ta nói là đến từ lãnh địa hắc ám, nhưng thật ra là quê hương của cô chỉ là vùng chưa phát triển, nhưng nó không phát triển là vì con người vốn đã sống rất tốt tại nơi đó, vì nơi đó rất đầy đủ cho con người sinh sống. Aladdin sau đó đã hỏi cô gái là Ali đâu thì cô cho biết Ali đã chết, nhưng Ali lại xuất hiện ngay trên đầu Aladdin, tên lãnh chúa sau đó quay lại và sốc khi gặp lại Ali. Thật sự Ali đã dịch sai phiến đá và tìm được lối đi thật sự ở chỗ bức tượng rồng cột lửa bùng lên lúc đó chỉ là để che mắt hắn cậu sau đó cùng aladdin cưỡi thảm bay chuồn đi cô gái đã dùng đôi chân khỏe mạnh của mình để leo tường đuổi theo nhưng đã không bắt kịp được mà rơi xuống còn ali và aladdin sau khi trốn được thì đã đến một cánh cửa cửa này cần hai người để mở và cứ thế vừng ơi mở ra cả hai sau đó như thể ra được bên ngoài nhưng chỉ là khung cảnh chứ thực ra là vẫn ở bên trong tên lãnh chúa lúc này trách móc cô gái nhưng đám quái thì chỉ tập trung nhắm vào hắn Aladdin cho biết Ugo từng nói với cậu về việc trong mỗi mê cung sẽ có một căn phòng là nghĩa địa, nên đây có thể là cái nghĩa địa đó không chừng. Ali muốn được làm quen với Ugo nên bảo Aladdin lúc nào lấy lại được cây sáo thì cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về Aladdin. Cả hai sau đó đã đến được cái nghĩa địa thực sự và có vẻ là căn phòng cuối của mê cung, đột nhiên tên nô lệ đô con kia rơi thẳng vào đây. Cô gái tóc hồng thì đột nhiên lao đến sút bay Aladdin, tên lãnh chúa cũng đã mò được đến đây. Hắn sau đó cho cô tóc hồng canh chừng Aladdin tiếp còn hắn thì quyết định dạy cho Ali một bài học nhưng Ali dù cầm con dao nhỏ này thì vẫn hoàn toàn đánh trên cơ được với tên lãnh chúa, vì trình độ kiếm thuật của hắn không bao giờ đọ lại được với cậu. Hắn cũng nhận ra dáng đứng của Ali là của một vị vua, Ali đã quên mất quá khứ của bản thân như cơ thể cậu thì không. Hắn sau đó đã gọi cô gái quay về cứu giúp cô ta lao một phát từ chỗ Aladdin về đây. Ali bị sút cho đo sàn và hắn sau đó đã đưa kiếm cho cô ta và để cô ta tự xử lý Ali, nhưng lúc này này thì Aladdin tỉnh lại và dùng một con mặt vật tổ để làm phép. Cậu đã đến đỡ Ali dậy và đòi lại cây sáo từ tên lãnh chúa, Hắn không trả nên Aladdin đã cảnh cáo lần nữa. Cậu bắt đầu dùng phép khiến hắn nhận ra lời của thầy hắn đã đúng. Aladdin chính là phù thủy dẫn dắt các vị vua, người sẽ trở thành sức mạnh cho vị vua mà Aladdin chọn. Hắn sau đó cho cô tóc hồng lên đánh thì liền bị Aladdin khóa lại, cậu đòi lại cây sáo và hắn buộc phải trả cho cậu. Aladdin sau đó quay lại với Ali và cho biết bản thân vẫn chỉ là Aladdin bạn của Ali chứ không phải ai khác. Đột nhiên một cột lửa bùng lên và thần đèn cai quản mê cung này đã xuất hiện. Ông ta nhận ra Aladdin là Magi và thấy Ali có vẻ là người sẽ trở thành vị vua mà Aladdin chọn. Đột nhiên Ugo từ trong cây sáo chui ra và dùng ngôn ngữ hình thể để nói cho ông thần đèn biết vì cái đầu chưa ra được. Ông ta sau đó giới thiệu bản thân là Amon và là người cai trị mê cung này, họ đã chính thức được công nhận là đã phá đảo mê cung này. Amon sau đó đã cho Aladdin biết Magi là cách gọi của những phù thủy mang quyền năng đủ để chọn ra những vị vua, loài người thì cần một vị vua để quản lý và dẫn dắt họ. Vua của các thần đèn đã gửi người xuống để chọn ra những vị vua. Và người được gửi xuống đó chính là Aladdin đây, Ali thì chỉ quan tâm đến việc họ có thể ôm đống vàng này về. Thấy Ali như vậy thì Amon không hiểu sao Aladdin lại chọn cậu ta. Đột nhiên ai đó đang cố phong ấn lối ra khỏi mê cung này nên Amon đã tạo ra một lối đi để họ thoát ra. Ali đã cố thuyết phục cô tóc hồng rời khỏi đây và mặc kệ tên lãnh chúa, nhưng sợi xích vô hình vẫn trói buộc cô với hắn. Đột nhiên tên to con đi đến và cho biết cô không cần phải nghe lệnh hắn nữa. Cô giờ đây chính thức tự do và anh ta sẽ chọn bị chôn vùi ở nơi này cùng với tên lãnh chúa độc ác này trước khi tạm biệt anh ta đã lấy đao cắt đi dây xích của cô để giải phóng cô hoàn toàn. Nhóm Aladdin sau đó chính thức rời đi và kẻ đã phong ấn cả mê cung này lại là một Magi khác. Ali cho biết cậu sẽ dùng số của cải này để đến thành phố mà Sinbad đã lập ra và biến giấc mơ của Sinbad thành hiện thực. Ali thật sự biết ơn Aladdin vì nhờ Aladdin mà cậu đã có thể chinh phục được mê cung này. Nếu không gặp Aladdin thì giờ hẳn cậu vẫn đang đi làm thuê mà không có tương lai. Cậu gọi bản thân là kẻ hay nhát nhưng Aladdin đã nhắc cậu nhớ việc làm anh hùng mà cậu đã làm trước khi vào mê cung này cả hai hứa là sẽ cố để gặp lại nhau và cùng nhau tiếp tục phiêu lưu sau đó khi hoàn toàn thoát khỏi mê cung ali lại ngồi ở chỗ mà mê cung sụp xuống còn aladdin thì đã bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ nào đó ali sau đó đã dùng tiền này để giải phóng toàn bộ nô lệ trong thị trấn và chờ aladdin trở về nhưng cô gái tóc hồng đã trở về đây để cảm ơn ali đã giải phóng toàn bộ nô lệ và cô quyết định sẽ lên đường trở về quê nhà và ali cũng đã quyết định lên đường đi tìm aladdin còn aladdin lúc này đã tỉnh lại cậu gặp một bà lão và bà gọi cậu là đứa con của giúp Rúc chính là những con bướm linh hồn mà Aladdin và bà đều thấy được, khi con người chết thì linh hồn sẽ trở thành rúc. Aladdin đã cho bà biết việc rúc thường xuyên giúp đỡ ra sao khiến bà nhận ra cậu là ai. Aladdin sau đó ra ngoài và thấy đây có vẻ là một ngôi làng du mục, đoàn người trinh sát đã trở về và thanh niên Dogi này là người đã tìm thấy Aladdin và đưa về đây. Cái làng này đang bị hoàng gia gây sức ép nhưng họ vẫn tự tin họ sẽ đánh đuổi được hoàng gia như những lần trước. Họ sau đó thấy thần đèn của Aladdin thì giật mình mà nghĩ cậu là gián điệp cậu đã phải giới thiệu bản thân và hỏi họ về thành phố mà cậu đã lạc khỏi Ali. Họ có nghe qua về thành phố đó và cho biết nơi này cách rất xa thành phố kia. Nhưng hai ngày nữa sẽ có đoàn xe hàng đến đây nên cậu có thể đi theo họ mà gặp lại Ali. Tối đó, bà lão cho Aladdin biết việc tộc du mục này đã sống với nhau hàng thế kỷ và Aladdin cũng được bà xem như là một người trong gia đình lớn này. Sáng hôm sau, Aladdin đã đi nghịch với con ngựa và bị nó cõng đi xa cả khúc. Aladdin may mắn được một cô gái cưỡi ngựa lao đến cứu. Cô cho biết bản thân là Gen và là công chúa của đế quốc với nhiệm vụ đến đây để đàm phán ngoại giao. Cô biết bộ tộc này là một bộ tộc du mục hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Khan, nhưng gần đây thì bộ tộc này đã dần yếu đi. Và cô muốn họ hãy trở thành thuộc địa của cô, cô mong muốn được kết nối toàn bộ vùng đất lại với nhau. Nhưng tên cận thần đi chung thì không hề thích đàm phán kiểu hòa bình như này. Hắn thẳng thắn tuyên bố việc ngôi làng này từ giờ sẽ dưới quyền của đế quốc, Dogi đã tức giận lao đến thì bị chặn đòn. Bà lão muốn Dogi lui lại còn công chúa thì quá mất mặt mà phải ra về. Tối đó, Công chúa đã quyết định ngày mai sẽ ra mệnh lệnh mới, đột nhiên Aladdin tìm đến để xin cô đừng có làm hại đến ngôi làng đó, nhưng cô chỉ muốn hợp nhất tất cả lại để tạo ra một thế giới không có giết chóc. Thầy giúp bay quanh người cô mà không ngần ngại thì Aladdin đã chọn tin cô mà trở về. Nhưng đúng lúc Aladdin trở về thì phụ nữ trong làng đã bị quân lính bắt đi, bà lão muốn Dogi không được giết người vì nếu một người chết thì chiến tranh sẽ nổ ra. Aladdin đã quay về để hỏi bà lão chuyện gì đã xảy ra, đám lính lúc này đang lên kế hoạch để bán những cô gái đi, nhưng Dogi đã dẫn mọi người đến đây và xông được lên xe ngựa. Dogi đã nhớ lời bà, nhưng nhìn cô gái cậu ta yêu suýt bị làm hại thì cậu ta đã không giữ nổi bình tĩnh. Trong lúc đó, Aladdin đã hỏi bà vì bà có vẻ biết Maji thực sự là gì. Bà chỉ biết Magi là người đã từng giáng trần và chinh phục được một ngọn tháp và rồi tạo nên một đế chế hùng mạnh. Đế chế đầu tiên được tạo ra tương truyền chính là bộ tộc du mục hùng mạnh này của bà. Aladdin nghe vậy thì đã hiểu hơn phần nào. Cậu sau đó cho bà biết về việc cậu đã bàn với công chúa nên bà không phải lo. Đúng lúc này thì đoàn của Dogi đã trở về và cậu ta vẫn nhớ lời bà mà chưa hại ai hết. Lúc đó cậu ta đã lấy lại bình tĩnh mà dừng tay trước khi có chiến tranh xảy ra. Bà sau đó quyết định sẽ theo lời công chúa, vì bà đã nhận ra thứ bà nên bảo vệ là cuộc sống của con cháu chứ không phải lòng kiêu hãnh ngu ngốc kia. Họ sau đó đã ngồi quây quần bên đống lửa. Bà lão đã xin phép đi vệ sinh một lúc, đang đứng ngắm trăng thì bà quyết định phải cố sống đến ngày được thấy điều bà mong chờ. Đột nhiên một mũi tên bay thẳng đến lưng của bà, Aladdin thì vẫn không biết gì và thắc mắc sao bà lại đi lâu đến vậy. Aladdin sau đó đã cùng mọi người phát hiện ra bà lão bị thương. Bà vẫn còn sống và cần đưa về làng gấp, Aladdin đã lấy thảm bay ra để đưa bà về cho nhanh. Sáng hôm sau, một tên lính của đế quốc trở về với mũi tên bắn đầy người thì tên tướng quân kia đã đổ thừa là do bộ tộc du mục gây ra. Nhưng công chúa muốn đích thân đến đó để xác nhận. Tên tướng quân không chấp nhận nhưng cô nhất quyết muốn đi nên hắn đã yêu cầu cô giao lại quyền điều khiển quân đội cho hắn. Còn dân làng lúc này đã không nhịn nổi nữa mà đòi đứng lên đấu tranh, đô ghi muốn can cũng không nổi. Thế là trong lúc bà lão đang hôn mê thì dân làng đã lấy vũ khí để vùng lên chiến đấu, tên tướng quân vốn dĩ đã sắp đặt chuyện này. Hắn dự định để công chúa đi là vì hai mục đích, nếu công chúa chết thì hắn sẽ trở thành người đứng đầu, và thứ hai là nếu công chúa trở về thì cô sẽ tức giận vì dân làng mà trở nên khát máu như hắn muốn. Công chúa lúc này đã bị dân làng bao vây, một tên đã lao lên chém vào vai cô nhưng cô không hề né. Cô chỉ muốn giải quyết hiểu lầm, dân làng không tin nhưng bà lão đã tỉnh lại và đến đây. Bà quyết định cúi đầu xin lỗi công chúa và không nói về việc bà bị người của cô bắn trúng. Bà chọn làm thuộc địa của cô và muốn dân làng nghe theo. Họ thấy hơi nhục nhưng Dogi đã cho dân làng biết việc họ nên sống vì người khác chứ đừng sống vì lòng kiêu hãnh ích kỷ của bản thân. Dân làng đành buông bỏ vũ khí và khi trở về, bà lão vẫn không thể qua khỏi mà ra đi. Linh hồn của bà đã ở lại để trò chuyện cùng Aladdin thêm một lúc. Bà thật sự rất quý Aladdin nhưng cậu lại không thể tiếc thương cho bà nhiều được như những người khác. Vì cậu có quá ít kỷ niệm với bà, bà giờ đã hiểu được Aladdin thật sự là ai, rằng cậu là một Magi, người được dòng chảy giúp yêu quý và cho mượn sức mạnh. Bà muốn cậu cứ tiếp tục với con đường của mình và bà sẽ là một phần trong dòng chảy giúp để giúp đỡ cậu. Trong lúc đó, công chúa vừa về thì phát hiện tên tướng quân đã kéo quân ra để đánh làng Du Mục. Cô nói ra việc cả làng đã chấp nhận làm thuộc địa nhưng hắn méo quan tâm. Hắn cũng sẽ xử cả cô và báo lại là cô đã hy sinh trên trận chiến, nhưng khi hàng loạt mũi tên bay đến thì cô vẫn cản lại được. Vì bản thân cô cũng là một người từng vượt qua được mê cung. Công chúa đã cho cận thần lên đánh trước còn cô thì biến thân để chiến đấu. Aladdin lúc này đã định rời đi thì dòng chảy giúp lại chỉ dẫn hướng cậu cần đến. Tên tướng quân lúc này đã cho bắn tên mặc cho có chúng cả lính đồng minh, vì hắn biết công chúa chắc chắn sẽ dùng năng lực để bảo vệ họ, và rồi cô sẽ chóng cạn năng lượng. Công chúa nhận ra vấn đề nên đã quyết định tung một chiêu thật mạnh để dọn hết một lượt, nhưng tưởng chừng sau cơn lốc đó thì cô đã thành công nhưng tên tướng quân và lính của hắn vẫn còn sống. Công chúa đã bị bắt và tên tướng quân dự định sẽ đưa cả em trai đi theo cô sớm thôi. Công chúa buộc phải vùng lên để đòi đấu tay đôi, nhưng hắn đã cho người bắn tên khiến cô bị thương. Đúng lúc này thì Aladdin tìm đến, Cậu đã dọn sạch quân lính và xử luôn cả tên tướng quân, cậu đã cho công chúa biết về thân phận Magi của mình và gọi thần đèn trong cây quạt của cô ra. Ugo cũng đã xuất hiện để giải thích cho cô thần đèn đây nghe nhưng cô từ chối giúp Aladdin vì cô chỉ phụng sự ứng viên mà cô đã chọn là công chúa đây. Đồng thời cô cũng cho biết là em trai của công chúa cũng đã được chọn làm một ứng viên cho ngôi vua bởi Magi đang sống tại đất nước cô. Và Magi mà cô nói đến là kẻ đã từng khiến mê cung mà Aladdin cùng Ali chinh phục sập xuống. Aladdin sau đó đã chia tay với cả làng để lên đường. Cậu nhận ra cây đao cả làng dùng giống với cây mà người nô lệ đô con đã dùng nên đã cho cả làng biết về chuyện đã xảy ra với người đó. Aladdin nhớ lại lời Ugo từng nói rằng cậu không biết bản thân là ai thì nên ra ngoài phiêu lưu và một lúc nào đó cậu sẽ tự tìm ra được lý do bản thân được sinh ra. Và giờ Aladdin thấy điều đó có vẻ chính xác, và giờ đây, Aladdin lại tiếp tục lên đường để tìm lại người bạn Alibaba của cậu. Giờ đây ta quay lại với cô gái tóc hồng. Cô là Anna và hiện đang đi chung với hai người bạn chạc tuổi mà cô gặp lúc đang trên đường trở về quê hương anna đã cảm ơn hai đứa bạn khi cho cô đi chung nhưng họ cũng quý anna vì cô rất là siêng năng trên đường về quê hương cả nhóm có đi ngang qua một thị trấn nơi này chỉ toàn lưu manh trộm cướp một người đi ngang qua cho biết nơi này bị ảnh hưởng từ cuộc nội chiến ngay tại quê hương của anna nên mới chỉ toàn lưu manh trộm cướp cả nhóm sau đó chạm mặt một tên buôn nô lệ và không ngờ chế độ nô lệ lại có ở đây nhìn lại hình ảnh quen thuộc khiến anna chỉ ước vết bầm ở chân sẽ sớm biến mất cô mơ lại về cảnh bị tên lãnh chúa bắt làm nô lệ ngay từ nhỏ mà ám ảnh Tràng dậy thì cô bạn tóc vàng Laila đây đã quyết định cho Anna một thứ để giúp cô ngủ ngon hơn. Anna vẫn mang ơn họ nhưng la cho biết cô cũng được cô bạn xa xa đây cứu lúc sắp chết trên sa mạc. Cô cũng từng được một cậu bé giúp đỡ rất nhiều trước khi gặp được xa xa đây, sáng hôm sau. Chủ đoàn xe cho Anna biết đường duy nhất đến quê hương của cô đã bị một đám cướp chặn mất. Nên giờ Anna muốn về quê thì phải tự đi vì họ sẽ phải đi đường vòng. Anna đã hỏi ông là nếu đám cướp biến mất thì họ có thể tiếp tục để cô đi nhờ hay không, thế là tối đó trong lúc đám cướp vừa bắt tay hợp tác với tên buôn nô lệ kia thì anna đã mò đến hang ổ của chúng cô thẳng thường tiến vào và cho chúng cơ hội rời khỏi đây hoặc cô sẽ tiễn chúng đi một tên có vẻ khinh thường cô nên ngay lập tức bị cho một đấm gục ngay tại chỗ cả đám sau đó rút vũ khí ra nhưng khi tên chủ nghe tiếng động lớn và mò mặt ra thì thấy từng lên một bị anna cho vài đòn là đo sàn tên buôn nô lệ nhận ra cô là một trong những chiến binh giỏi nhất của tộc người tại lãnh thổ hắc ám hắn sau đó đã nhân lúc cô đang bón hành đám kia mà cho một con quạ bay đến cào chúng cô đột nhiên cô bắt đầu chóng váng và bất tỉnh Lúc tỉnh lại, Anna thấy bản thân đã bị nhốt cùng một cô bé nô lệ, cô bé và gia đình bị tên kia bắt đến đây. Cô bé không biết việc trở thành nô lệ là như thế nào nên Anna đã cho cô bé biết. Nhìn cô bé sợ hãi khiến Anna nhớ lại việc cô từng giống cô bé này ra sao, không muốn cô bé trải qua khoảng thời gian đáng sợ như cô đã từng nên cô hứa là sẽ giúp cô bé thoát khỏi đây. Trong lúc đó, Lala biết Anna đã đi vào lãnh thổ của bọn cướp nên muốn đi cứu thì bị ông chủ đoàn cấm cản. Còn Anna thức dậy thì thấy cô bé bị sốt thế là tên buôn nô lệ đã đến xem và quyết định đem cô bé cho đám linh cầu ăn vì hắn không muốn phí thảo dược cho một nô lệ không có giá trị anna muốn thoát ra để cứu cô bé nhưng chiếc còng chân vẫn quá chắc chắn nhìn cô bé sắp bị thả xuống thì anna đã nhìn lại được hình ảnh của thanh niên đô con đã giải thoát cho cô anh ta cho biết cô đã thực sự thoát khỏi xiềng xích thứ cản cô lúc này chỉ là nỗi sợ từ quá khứ và anh tin cô sẽ dễ dàng vượt qua được nỗi sợ đó thế là cô lúc này đã nhảy xuống dưới kia và tự giẫm nát còng chân cô hét lên một tiếng để đuổi đám linh cầu đi và phá bỏ còng tay để cởi trói cho cô bé tên chủ buôn đã thả một đàn hổ ra nhưng chúng đều bị anna xử lý hết cô sau đó lao lên tìm hắn và hắn đành phải chịu thua cô đòi chìa khóa để thả hết nô lệ đi anna đã giúp cô bé gặp lại được bố mẹ và tình cờ bằng một cách nào đó thì aladdin lại ở đây aladdin cho biết bản thân lúc đi với đoàn này thì va phải một tảng đá lớn mất bất tỉnh rồi khi tỉnh lại thì cậu đã bị bắt và còng lại ở đây có người đã tìm được cây sáo cho Aladdin và đúng lúc này thì ông chủ đoàn đã đưa quân lính đánh thuê đến để cứu người. Nhưng họ phát hiện Ugo đang càn quét trong này. Aladdin vui mừng khi gặp lại Layla và Sasa. Cậu bé mà Layla nói trước đó chính là Aladdin. Cậu đã đi cùng nhóm này trước khi gặp được Ali và dẫn đến những chuyện về sau. Aladdin thật ra đã trở về thị trấn ban đầu nhưng không gặp được Ali nên mới quyết định đi tiếp và giờ đây thì cậu muốn cùng Anna đến quê hương của cô với hy vọng biết đâu lại gặp được Ali. Tối đó, cả đoàn đã ngồi lại để cùng ăn mừng và sáng hôm sau. Aladdin và Anna đã tách đoàn để đi con đường riêng. Trong lúc đó, ba tên cướp thoát được từ hang ổ kia đã đi lang thang thì vô tình thấy một thanh niên say rượu ngủ say bên đường. Trên người thì đầy vàng bạc châu báu, người này không ai khác chính là Sinbad. Chúng mình đã có một video tóm tắt toàn bộ diễn biến về câu chuyện của Sinbad. Anh em có thể bấm vào chữ Y trên góc hoặc mình sẽ để dưới comment cho anh em tìm xem. Quay lại với Aladdin, Anna ngửi được mùi của Ali đã từng đi qua đây, đột nhiên cả hai chạm mặt Sinbad thanh niên đã bị chấn lột sạch đồ đạc trên người nên aladdin đành phải cho anh ta mượn ít đồ mặc tạm sau khi nghe chuyện của nhóm aladdin thì sinbad đã cho cả hai biết cả chỉ cần đi lên đồi là thấy được nơi cả hai cần đến quả thật khi bước lên đồi thì cả hai đã thấy được thành phố cảng ba đát nơi có thuyền dẫn đến lãnh thổ hắc ám của anna nơi này rất giàu mạnh nhờ tài nguyên giao thương từ biển tuy nhiên cũng có những con người nghèo đói ở đây nên nơi này mới bị xem là một thành phố chưa phát triển sinbad đã đưa cả hai đến khách sạn tốt nhất và anh ta sẽ chi trả tiền ở cho cả hai người của Sinbad đã gặp lại và đưa anh ta vào trong. Lúc vào trong, cậu em Zafa của Sinbad đã hỏi đống đồ trên người của Sinbad đâu, anh ta nói là đã bị cướp hết. Nhưng thứ quan trọng nhất là đống thần vật từ mê cung mà Sinbad lại không chịu giữ cho tử tế. Còn Aladdin và Anna giờ đã nhận phòng, Aladdin có hỏi cô hầu là bao giờ có thuyền dẫn đến lãnh thổ hắc ám. Còn Sinbad thì đã gặp vua của nơi này và đề nghị ông nối lại đường giao thương với đất nước của anh. Nhưng không chưa thể vì có vài vấn đề, và vấn đề đó cũng là vấn đề với bên Aladdin rằng gần đây có một đám cướp xuất hiện với cái tên là đoàn sương mù chúng đã lợi dụng sương mù để cướp kho bạc của hoàng gia và các quý tộc số của cải chúng cướp sẽ được chia cho dân lành nên dân lành lại xem đám cướp là anh hùng đồng thời đoàn cướp lại mạnh hơn từ khi có thủ lĩnh mới người đó không ai khác lại là alibaba xin bát quyết định sẽ xử lý đoàn sương mù đó mà không cần ông ta giúp đổi lại thì anh sẽ lại có quyền giao thương với nơi này xin sau đó đã mời aladdin một bữa anh đã giới thiệu ra pha với cậu và người còn lại đây là masu một người thuộc bộ tộc chiến binh như anna Pha không biết Sinbad giờ tính đánh cướp kiểu gì khi mất hết thần vật thì đột nhiên Aladdin gọi Ugo ra. Anh nhận ra cậu là một Magi nên đã giới thiệu tiếng tăm của bản thân, anh là vua của một đất nước. Người đã chinh phục bảy mê cung và là chủ nhân của bảy thần đèn, nhưng Aladdin mặt vẫn đơ ra vì quả thật là cậu vẫn chưa nghe đến tiếng tăm của Sinbad. Aladdin muốn biết bản chất của Magi là gì thì Sinbad chỉ biết Magi là người có thể sử dụng nguồn năng lượng giúp để gọi ra thần đèn một cách dễ dàng. Con người bình thường chỉ có thể sử dụng năng lượng giúp bên trong cơ thể, nhưng một maji thì có thể dùng năng lượng giúp từ xung quanh. Sinbad đã nhờ Aladdin giúp đỡ đánh bại đoàn sương mù, Anna cũng đã đồng ý vì cô cần những con tàu giao thương trở lại để có thể về được lãnh địa hắc ám. Thế là Aladdin đã đồng ý vì nếu cậu giúp vua nơi này xử lý được lũ cướp thì cậu có thể nhờ vua tìm Ali giúp cậu. Sinbad không muốn một cô gái như Anna chiến đấu thì cô dẫm một cái thật mạnh khiến Sinbad rút lại câu vừa rồi. Jafa sau đó đã lập một kế hoạch là chỉ có hai nơi sẽ bị nhắm đến trong lần cướp sắp tới vì cậu ta đã cho tung tin giả để đám cướp chỉ nhắm vào hai nơi này họ vẫn hơi ái ngại vì đoàn cướp đó được người dân ủng hộ nhưng Sinbad cho rằng đám cướp chia chiến lợi phẩm cho người dân là để bao biện cho hành vi phạm tội của mình tối đó Rafa cùng nhóm Aladdin đã canh gác một nơi Rafa bảo Aladdin cứ yên tâm vì dù Sinbad đã bị cướp hết thần vật thì cái danh vua của bảy đại dương mà Sinbad có cũng không phải để trưng Sinbad ở bên kia thì đang canh chừng đột nhiên vài người dân đi đến đòi tấn công anh họ đều là những con người đói khổ ở khu ổ chuột tên quý tộc kia đã ném đùi gà ăn dở ra để họ tranh giành thì Sinbad đã bảo họ đừng có để bị lũ quý tộc đè đầu cưỡi cổ. Nhóm Aladdin đã định chạy sang bên Sinbad thì đột nhiên xảy ra việc. Quân lính ở nơi họ đang canh gác tự nhiên quay ra chém lẫn nhau, Ra Pha nhận ra làn khói đỏ này đang gây ra ảo giác. Và quả nhiên lũ cướp đã tấn công vào nơi này. Sau khi dọn hết quân lính thì một tên khác đã lấy thanh kiếm có khả năng tạo ra axit ăn mòn tường để cho đồng bọn xâm nhập. Nhưng Ra Pha đã ném ám khí ra để trói chúng lại, có điều vừa nhảy xuống thì một tên khác cầm vũ khí ma thuật đã khiến ra không thể di chuyển anna cũng lao xuống chiến thì bị hắn trói lại nốt aladdin đang tìm ali thì đã gọi ugo ra để cản đường chúng và rồi ali cũng đã tự mình xuất đầu lộ diện trước aladdin ali đã yêu cầu aladdin thu ugo về vì ugo đang làm bạn cậu ta sợ hãi aladdin đã nghe theo và hỏi ali còn nhớ lời hứa của cả hai hay không lời hứa sẽ cùng nhau khám phá thế giới nhưng ali đã bước qua aladdin và xin lỗi khi không thể giữ được lời hứa Ali sau đó đã lấy con dao ra và gọi thần đèn Amon giáng lửa xuống để mở đường thoát. Sinbad hôm sau đã không ngờ đoàn sưng mù lại có người chinh phục mê cung và còn là bạn của Aladdin. Trong lúc đó, Ali đã thu nhận ba tên cướp đồ của Sinbad và nhắc chúng nhớ về quy tắc của đoàn này là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nếu có ý định biển thủ làm của riêng thì sẽ bị khai trừ ngay tức khắc. Lúc ra về, thanh niên có cây kiếm ma thuật đen kia là Kasim đã cho Ali thấy lũ trẻ tốt lên ra sao nhờ họ. Kasim nhắc cho Ali nhớ việc cả hai đã từng chật vật ở khu ổ chuột ra sao và xin Ali hãy thay đổi nơi này. Ali thì đang phải đấu tranh giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục lời hứa với ân nhân và là người bạn thân nhất Aladdin, hai là đấu tranh vì chính nghĩa của nhiều con người. Ali lúc này định đi ngủ thì bắt gặp Anna. Cô đã chất vấn Ali về lý do Ali thay đổi và phản bội lại Aladdin. Cậu không có gì để nói nên Anna đã bế Ali đi khỏi hang ổ và bắt cậu đến gặp Aladdin. Ba tên cướp kia lúc này suy nghĩ về việc vào băng hay là bán đống thần vật của Sinbad để lấy tiền. Thế nhưng lúc này đây thì tiền giấy của đế quốc lại đang được lưu hành ở thành phố này. Jafar cho biết thành phố này cũng nằm trong thuộc địa của đế quốc do công chúa Zen nắm quyền. Sinbad đã hỏi Aladdin đâu thì được biết Aladdin đã mất tinh thần và nhốt mình trong phòng. Aladdin lúc này đang cố tỏ ra lạc quan nhất và quyết định mặc kệ Ali. Nhưng cơ thể cậu thì chẳng thể hành động theo như suy nghĩ. Aladdin đã rất trông chờ vào việc gặp lại Ali nhưng giờ nó chỉ là một sự thất vọng. Đột nhiên Anna đã lôi cổ Ali về đây. Cả hai sau đó ngồi mà cứ lảng vảng mấy chuyện ngoài lề nên Anna yêu cầu Ali vào vấn đề chính đó là Ali có biết đoàn cướp của cậu ta đã gây ra ảnh hưởng nặng nề lên thành phố này ra sao hay không. Việc đoàn cướp tấn công đã khiến kinh tế nơi này bị trì trệ hơn, khiến nơi này vốn đã nghèo nay càng nghèo hơn. Và nó sẽ chỉ gây ra việc người dân bị bót lột nhiều hơn. Aladdin muốn đừng kể mấy chuyện xấu này mà hãy nói gì đó vui vẻ trước. Aladdin đã kể về hành trình của bản thân. Và Ali đã quyết định kể cho cả hai nghe về Kasim, từ nhỏ. Ali và Kasim đã thường đấu đá nhau nhưng lại cũng ăn ý với nhau. Mẹ của Ali thì là một người rất tốt. Nhưng bố của Kasim lại là một tên khốn đúng nghĩa, thường xuyên bạo hành con cái và là một kẻ nghiện rượu, cho đến một hôm thì bố Kasim biến mất nên mẹ của Ali đã đã nhận nuôi hai anh em nhà Kasim. Nhưng đến một ngày thì mẹ Ali đã chết vì bệnh, thế là Kasim đã đứng lên bảo vệ hai người anh em và cả ba đã cùng nhau làm rất nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Dần dần thì Kasim theo một nhóm để đi trộm cắp. Ali đã muốn giúp Kasim nhưng cậu ta cho rằng bản thân vốn đã xấu xa khi có người cha đấy nên cậu ta không muốn Ali cứ sống chân thật và tươi sáng như mẹ cậu, cho đến một ngày Vua của thành phố cảng đây đã đến tìm Ali và cho rằng cậu là con trai của ông. Mẹ cậu là một người hầu trong cung và đã có con với ông, nhưng lúc đó ông đã chối bỏ cậu nên giờ lại muốn tìm lại. Ali đã nghĩ là Kasim sẽ níu giữ cậu ở lại đây, nhưng Kasim lại thẳng thừng đuổi cậu đi nên cậu đã đánh lộn với Kasim và rồi bỏ đi đến cung điện. 3 năm ở cung điện, Ali đã được chỉ dạy mọi thứ về kiến thức lẫn kiếm thuật và rồi một hôm, Ali đã lén trốn khỏi cung điện để quay về khu ổ chuột, nhưng nơi này đã được dọn sạch sẽ và cậu cũng gặp lại Kasim ở đây cả hai đã vào một quán rượu để uống một bữa và tâm sự với nhau ali đã ngu ngốc mà kể cho kasim nghe về việc bản thân đã dùng một đường hầm để trốn ra thế là kasim đã có một ánh mắt đen tối hướng vào ali lúc ali trở về kasim đã cho người bám theo ali đã được vua cha gọi đến gặp và ông cho biết ông sắp ra đi và muốn ali làm người nối ngôi vì ông tin ali là người giỏi nhất ông nuôi dạy đột nhiên ali ra ngoài thì phát hiện kasim đang cho người trộm đồ từ cung điện ali bị đánh gục và kasim đã cho phóng hỏa toàn cung điện Ali sau đó đã lưu lạc đến thành phố ban đầu kia và bắt đầu làm việc với mong muốn dần dần có thể tiến gần đến với mê cung. Sinbad và Jafar ngoài kia thì đã nghe lỏm và biết được chuyện xảy ra trong này. Anna vẫn thắc mắc lý do Ali vẫn theo Kasim dù Kasim đã phản bội cậu một lần. Ali đành kể lại là sau khi tách khỏi Aladdin thì cậu ta đã đến thành phố này và thấy cảnh tượng nghèo đói tại nơi này. Cậu ta hỏi người dân thì biết cảnh nghèo đói này là do đoàn sương mù gây ra và tình cờ thay khi Kasim lại xuất hiện với cái danh là lãnh đạo đoàn này. Kasim cho Ali biết lý do cậu ta tấn công lâu đài năm xưa là để trả thù nhà vua. Ngày trước, khu ổ chuột bị chìm trong dịch bệnh, em gái Kasim cũng bị mắc và nhà vua chỉ cách ly họ trong khu ổ chuột mà không hề cho chút thuốc thang nào để cứu chữa. Và em gái cậu ta đã mất vì dịch bệnh nên cậu ta mới căm ghét nhà vua. Cậu ta không thể nói cho Ali biết sự thật ở lần trước vì sợ Ali sẽ dần vặt bản thân khi không làm được gì để giúp bạn bè. Ali biết đoàn của Kasim suy cho cùng vẫn là cướp nhưng cậu ta thà làm cướp để cứu giúp người thân bạn bè còn hơn là sống chui giúp như rác rưởi. Do đó nên Ali đã hướng đoàn cướp đến một mục tiêu là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Aladdin nhận ra Ali lúc này cũng đang suy nghĩ giống với bà lão du mục, rằng bà cũng từng đặt lòng kiêu hãnh lên trước an nguy của mọi người. Aladdin biết việc Ali làm lúc này kiểu gì cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến, Ali chẳng thể nghĩ được cách nào khác nữa, nhưng Aladdin quyết định sẽ hỗ trợ để cậu tìm cách. Đột nhiên Kasim mang người đến để cứu Ali, đồng thời là để săn tìm Sinbad. Nhưng Sinbad dù biết chúng đến tìm anh thì anh cũng chẳng sợ hãi gì vì dù không có thần vật thì anh vẫn có thể đánh được bằng cách dùng sức mạnh của giúp. Kasim đã kéo Ali lên tầng thượng thì nhóm Sinbad cũng chạy lên. Masu đã húc một cú khiến người của Kasim tan tác. Kasim đã lấy kiếm phép chói Sinbad lại thì anh dùng giúp để thoát ra. Sinbad đã tóm được Kasim và yêu cầu Ali đứng ra đấu tay đôi với anh như hai người chỉ huy với nhau. Nhưng nếu Ali muốn chạy thì anh vẫn sẽ để cậu chạy. Ali quyết không thể đoàn cướp này bị tiêu diệt nên đã dùng đến sức mạnh của thần đèn để chiến đấu với Sinbad. Anh ta nhận ra kiếm thuật của cậu và thấy cậu đang kết hợp kỹ thuật khá tốt với khả năng của thần đèn. Nhưng Sinbad nhanh chóng tóm được và cho Ali một đấm đo đoản. rafa cho biết cái kết của họ chính là giá treo cổ. Nhưng Sinbad lúc này lại quay xe. Anh muốn được gia nhập đoàn cướp này và chiến đấu với họ. pha thắc mắc thì Sinbad cho biết anh muốn giúp đoàn này thay đổi hoàn toàn cái đất nước đang bóc lột dân chúng đến cùng cực này. Kasim không tin vì cho rằng một nhà vua như Sinbad thì làm gì hiểu sự cùng cực của dân chúng ra sao? Jafa đã đi đến cảnh cáo Kasim ngậm miệng vì cậu ta thì biết gì về Sinbad cơ chứ. Sinbad sau đó được gia nhập và anh cho biết điều anh cần làm lúc này là đưa Ali đến đàm phán với nhà vua của nơi đây, đồng thời gọi người dân đến chứng kiến. Hôm sau, người dân thấy dòng cáo thị về việc ai đang bất mãn với nhà vua nơi này thì hãy tập trung đến trước cung điện, đồng thời thông báo về việc cầm đầu đoàn sương mù là hoàng tử cũ của nơi này. Thấy người dân tập trung rất đông trước cung điện, Sinbad cho Ali biết họ đang trông chờ vào cậu và bất mãn với nhà vua hiện tại ra sao, nhưng khi vào đàm phán, Ali đã dùng tư cách là một người trong hoàng tộc để nói chuyện với tên vua này. Cậu không nói ra việc bản thân là người được vua cha chọn làm kế vị vì bản thân cậu vẫn xem chuyện xảy ra năm xưa với nhà vua là do cậu. Nhưng tên vua không thèm đàm phán vì cho rằng Ali là một tên dân đen chứ không phải anh em hoàng tộc với hắn. Hắn đuổi Ali đi khiến cậu bất mãn vô cùng. Đúng lúc này thì Magi đen đã tìm đến và bước qua Aladdin. Cậu cảm nhận được một dòng giúp hắc ám vây quanh lấy tên này. Kẻ đi chung với tên Magi hắc ám kia đã đến gặp Sinbad. Hắn giới thiệu bản thân là một chủ ngân hàng của đế quốc và hôm nay đến là để bàn công chuyện với tên vua kia. Đột nhiên Maji hắc ám cũng mò lên đây. Xin bát nhận ra hắn là Zudai. Hắn giờ đây đã phục vụ cho đế quốc nên tên vua yêu cầu Xin bát rời đi vì mọi đặc quyền thương mại tại nơi này đã được ủy quyền cho đế quốc. Nếu đế quốc chưa cho phép thì nơi này không thể giao thương với Xin bát được. Cuộc đàm phán thất bại nên Ali lúc trở về chẳng biết nói năng sao với mọi người. Nhưng Aladdin cho rằng việc Ali đã làm đã tác động lên nhiều người. Xin bát lúc này đang đứng lên trước mọi người để thông báo và Ali cũng được gọi đến cậu được đưa lên đứng cùng Sinbad và anh cho biết tuy cuộc đàm phán thất bại nhưng giờ đây họ đã có thể đường đường chính chính đứng lên chiến đấu để lật đổ nhà vua và cái chính quyền thối nát này. Sinbad sẽ cho họ mượn sức mạnh để chiến đấu, nếu có thua thì đất nước của anh sẽ thu nhận họ. Đúng lúc này thì tên Judai mò đến, hắn cũng muốn hợp tác với Sinbad để kiếm thứ gì đó thú vị để làm. Jafa đã cho Aladdin biết rằng tên này là một Magi như cậu. Tên kia đã để ý đến Aladdin và đến xem thử thì tỏ thái độ khinh miệt khi một đứa nấm lùn như Aladdin lại là một Magi hắn vờ như muốn bắt tay nhưng rồi lại đấm cho Aladdin một cú. Hắn sau đó nhìn xem ai là ứng viên của Aladdin thì nhận ra kẻ đã bị tên vua cho ăn bơ sáng nay lại là ứng viên cho ngôi vua. Aladdin đã đứng lên bảo vệ cho Ali. Hai bên sau đó muốn nghiêm túc chiến đấu với nhau. Sinbad muốn can cũng không được do đây là trận đấu của các Magi và anh thậm chí còn chẳng có thần vật nào trên người. Hai Magi sau đó đã dùng năng lượng giúp để tấn công nhưng Judai muốn dừng trò này lại vì có vẻ cả hai đều được giúp bảo vệ nên dùng giúp chẳng gây ra sát thương nào lên đối phương. Thay vào đó, hắn muốn dùng ma thuật bằng cách biến rút thành năng lượng thì hắn có thể tạo ra phép sấm xét như này hắn ném xét vào aladdin thì cậu đã gọi ugo ra chặn đỡ hắn thấy cậu gọi được thần đèn thì thừa nhận khả năng của cậu mà tung ra phép để tập trung sương mù lại và ngưng tụ xương lại thành nước và đóng băng lại hắn ném một đống băng xuống và ugo đã chặn được rồi nhảy lên đập hắn rơi xuống hắn vẫn còn ít băng và tấn công bất ngờ khiến ugo phải lấy thân ra đỡ aladdin cố leo lên để cấp thêm sức mạnh cho ugo nhưng judai cho rằng cậu chỉ đang làm ugo bị thương nặng hơn nên aladdin muốn ugo trở về Ugo không về khiến Aladdin phải hỏi lý do hắn chiến đấu với họ là gì, hắn chỉ đơn giản là thấy chán nên muốn kiếm ai đó để giải trí. Hắn tiếp tục đánh buộc nhóm bạn của Aladdin phải vào giúp, hắn tự cao vì nghĩ Ali khá yếu. Nhưng Ali đã phá được lớp khiên và cho hắn một nhát vào mặt, hắn tức giận mà thổi bay Ali. Đúng lúc này thì Ugo lại vùng lên chiến đấu. Ugo liên tục đấm vỡ mồm Judai khiến hắn bảo là Aladdin gian lận. Vì Aladdin đã ngừng cung cấp giúp cho Ugo nên Ugo giờ đang chiến đấu bằng giúp của người khác, nên về cơ bản thì giờ đây Ugo không còn thuộc về Aladdin nữa. Hắn sau đó đã đâm Ugo bằng một tảng băng lớn và rồi tự mãn thì ngay lập tức bị Ugo tóm được và bóp nát. Ugo sau đó hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, Ugo sau đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Aladdin cũng không tài nào kiểm soát được Ugo. Đã vậy Ugo còn có ý định đánh chết Judai hẳn thì thôi. Nhưng một công chúa nữa của đế quốc đã đưa người đến cứu Judai, thấy Ugo còn muốn đánh thì cô ta đã rút vũ khí ra chặn đòn. Nhưng chặn mãi cũng chẳng được gì nên cô ta đã dùng vũ khí lao đến tấn công và cho Ugo một lỗ lớn. Ugo bị đưa lại vào trong cây sáo, Aladdin đã cưỡi thảm bay lao lên chiến đấu và cho rằng Judai mới là kẻ gây chuyện. Thế là cô ta quyết định cho ba tên thuộc hạ che mặt đây nhảy xuống để xử lý những người vô tội dưới kia. Tên to con nhất thì bị Mát Du cản lại. Một tên khác thì có Rafa và Analo, còn tên cầm kiếm thì đối đầu với Ali. Còn à công chúa thì đối đầu với Aladdin, nhưng Sinbad đã dừng tay cô ta lại và bảo Aladdin cũng bình tĩnh lại vì thần đèn không chết bởi vết thương như vậy. Sinbad đã yêu cầu công chúa rời đi nên cô ta đành bỏ qua cho Aladdin mà rút người về. Aladdin thấy ngôi sao của Ugo đã mất nên cố chuyển năng lượng vào. bát cùng mọi người thì đi xem coi có ai bị thương nghiêm trọng hay không. May là không có ai thiệt mạng. Anna thì thấy bản thân quá vô dụng khi chẳng giúp được gì. Ali cũng tự trách bản thân vì cầm thần vật trong tay mà chẳng được tí tác dụng gì để giúp Aladdin. Ali đã kiểm tra vết thương trên người thì đột nhiên Anna đi vào. Anna đã giúp Ali kiểm tra vết thương thì đột nhiên ra pha báo tin là Aladdin đang gặp nguy hiểm. Họ tìm đến thì thấy Aladdin đang bất tỉnh. Mạng sống thì le lói trong khi cây sáo thì vẫn đang hút đi năng lượng giúp từ Aladdin. Sinbad đã bảo Ali bỏ cây sáo khỏi người Aladdin và đưa Aladdin về phòng, theo Sinbad cho biết, Aladdin đã sử dụng quá nhiều năng lượng dẫn đến kiệt sức, và vì quá kiệt sức nên Aladdin đã không thể dùng năng lượng giúp để tự bổ sung cho cơ thể, dẫn đến việc cây sáo đã hút lấy năng lượng từ chính sinh mạng của Aladdin. Ngôi sao trên cây sáo vẫn chưa trở về nên họ sẽ phải để Aladdin như này trong vài ngày. Người của đoàn lúc này đã hỏi Ali rằng đoàn sương mù giờ ra sao? nhưng xin bát cho biết anh sẽ lo liệu mọi thứ và viện binh của anh cũng sắp tới đây đột nhiên đúng lúc này thì quân đội tìm đến ali gặp lại được người thầy đã dạy kiếm thuật cho cậu ông đi cùng với phó vương một người anh trai của ali anh ta được xin bát cho biết là tay trong của họ phó vương đã cung cấp cho họ thông tin về mọi thứ ở trong cung điện theo lời anh ta thì năm xưa lúc nhà vua qua đời thì tên anh trai của họ đã lên làm vua và tên chủ ngân hàng của đế quốc kia đã mò đến và có cách để khôi phục kinh tế tại đây hắn đã đưa tiền giấy vào đất nước này nhưng việc tiền giấy được lưu hành ở nơi này đã khiến tình trạng lạm phát xảy ra bởi chỉ có giao thương với đế quốc thì tiền giấy mới có giá trị cứ thế nước càng bị lạm phát thì chính quyền lại phải vay thêm từ tên chủ ngân hàng và rồi quyền lợi ở trong nước đều bị hắn đem ra làm thế chấp để vay điều này khiến thuế bóc lột từ dân cứ tăng lên và quý tộc thì chẳng quan tâm đến việc dân chúng khổ ra sao mà cứ hết tiền là vay thêm và rồi tên vua đã đi đến quyết định là dùng nhân dân để thế chấp cứ thế từ thành phố cảng ngày nào giờ đây đã bị biến thành một thành phố chuyên bán nô lệ Anna biết phó vương đến đây kể ra là để hy vọng tình trạng này sẽ biến mất. Thế là cô yêu cầu Ali phải đứng lên ngăn chặn việc này. Áp lực ngày một đặt nặng lên vai cậu hoàng tử trẻ. Phó vương cho biết chỉ còn 5 ngày nữa là tên vua sẽ kết hôn với một công chúa của đế quốc và đến lúc đó thì hiệp ước về việc bán nô lệ sẽ được thông qua và họ chỉ có thể lật đổ tên vua đó trong 5 ngày. Tướng quân sau đó đành phải bảo phó vương về và trông cậy hết vào Ali. Sáng hôm sau, Ali chỉ biết ngồi bên cạnh tâm sự với Aladdin đang bất tỉnh. Sinbad thì nhận thấy họ vẫn chưa giải quyết được chuyện gì lớn lao. Anh thấy Ali hơi thiếu tự tin và không thể trông chờ được nhiều, nhưng Anna đã đi vào và cho biết Ali là người đã cứu cô khỏi kiếp nô lệ nên cô vẫn tin Ali sẽ cứu được quốc gia này. Sinbad thấy bản thân đã phán xét quá sớm, Sinbad sau đó đã gọi Anna và Ali đến để trò chuyện, anh cho biết lý do đế quốc gần đây hùng mạnh lên như vậy là vì có Magi hỗ trợ. Theo lời Sinbad, Magi là những phù thủy quyền năng, họ được biết đến là có khả năng triệu hồi mê cung và hướng dẫn loài người vượt qua nó. Sinbad đã từng vượt qua một mê cung do Judai tạo ra nên hắn đã thấy hứng thú với anh và từ đó cả hai sinh ra mâu thuẫn. Judai đã tạo ra nhiều mê cung ở đế quốc và từ đó khiến đế quốc trở thành một cường quốc hùng mạnh như bây giờ. Và đế quốc bây giờ đang lừa gạt và gài bẫy tên vua đến khi cạn kiệt tài nguyên, nên bây giờ kẻ thù trước mắt của họ là đất nước này và tên vua đang cai trị nó. Sinbad sau đó mời những người khác ra ngoài để trò chuyện riêng với Ali. Anh thấy thú vị vì Ali cũng là một người chinh phục mê cung như anh. Nhưng cậu cho rằng bản thân chinh phục được đều là nhờ Aladdin cậu quá yếu đuối và gần như chẳng thể nào đạt được đến cảnh giới như sinbad sinbad đã nhắc cho cậu tỉnh ngộ rằng đất nước này cần một sự thay đổi lớn và anh sẽ giúp ali trở thành vua của nơi này anh sẽ dùng mọi nguồn lực có thể để giúp cậu nhưng ali lại cho rằng bản thân không thể trở thành một vị vua được cậu sau đó ra ngoài suy ngẫm một lúc thì đột nhiên bị người dân nhìn thấy bị người dân vây quanh khiến ali chẳng biết đối phó ra sao đột nhiên kasim đã kéo ali xuống thuyền và đưa đi kasim đã biết về vụ nhà vua sắp biến người dân thành nô lệ Thế nên cậu ta quyết định sẽ kích động người dân đảo chính và tạo nên một cuộc chiến, người bí ẩn sau kia sẽ là người cung cấp vũ khí cho họ. Nhưng Ali không đồng tình vì làm vậy chỉ khiến số người đổ máu tăng lên, nhưng Kasim cho rằng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra và người dân cũng sẽ sẵn sàng hy sinh để giành lấy tự do. Nhưng Ali hiển nhiên là không chấp nhận, cậu sau đó đã nói là sẽ tự mình xử lý vụ này mà không để ai phải chết. Kasim đã chán thái độ thiếu quyết tâm này của Ali nên quyết định sẽ tự mình lãnh đạo cuộc nổi dậy. Nếu Ali còn cản trở thì cả hai lần sau sẽ thành kẻ thù. Ali sau đó đã trở về để xin Sinbad giúp cậu học cách điều khiển thần vật, vì cậu cần sức mạnh để thay đổi thế giới. Sáng hôm sau, Sinbad đã chỉ cậu bước đầu tiên là học cách hợp nhất với sức mạnh của thần vật, đó là cậu cần phải truyền một lượng lớn năng lượng vào vũ khí để hợp nhất vũ khí với cơ thể. Hình thái đó sẽ gọi là trang bị thần thánh. Cậu sau đó đã tập để ngọn lửa của bản thân lớn hơn, nhưng dù dùng cạn hết năng lượng thì vẫn không đủ lớn. Ali đã hỏi Sinbad cách để hồi phục năng lượng thì anh cho biết là cần nghỉ ngơi cạnh thần vật trong vài tiếng. Nhưng ở giữa trận chiến mà hết năng lượng thì cậu phải dùng cách nào? anh cho biết là vẫn có một cách sau buổi tập xin bát nhận được tin từ Fa và quyết định sẽ đi gặp cô công chúa lần trước đó anh tự tin bản thân sẽ gặp được và cô ta sẽ chịu nghe lời anh nói rafah cũng đành nghe theo vì ai cũng biết xin bát là kẻ sát gái nhất bảy đại dương ali lúc này lại ngồi cạnh aladdin cậu tự thấy bản thân đã gây rắc rối cho aladdin nhưng anna cho rằng aladdin luôn xem ali là một người bạn tốt nên việc aladdin bị như này để giúp ali không phải là việc rắc rối nghe những lời đó của anna thì ali đã giác ngộ và cậu cũng đã tìm ra điều mà bản thân quyết tâm làm Anna sau đó thấy Ali có vẻ lạ và rồi đột nhiên cô nhận ra điều mà Ali định làm. Ali sau đó đã đến trước cung điện, nơi người dân đang nhiệt liệt biểu tình, cậu muốn hành động trước khi Kasim cho người nổi dậy. Ali đã xuất đầu lộ diện và yêu cầu được đến gặp nhà vua. Quân lính không cho thì bị người dân ném đá. Ali đã dừng họ lại và nói bản thân chỉ đi một mình nên họ khỏi cần lo. Trong lúc đó, cô công chúa lần trước thấy chán nản vì bản thân bị gả đi cho một cuộc hôn nhân chính trị. Cô thậm chí còn chưa được nhìn mặt tên vua mà bản thân sắp cưới và chỉ biết hy vọng người đó đẹp như Sinbad. Còn tên chủ ngân hàng lúc này đã tặng cho tên vua ba tên chiến binh bịt mặt này xem như là của hồi môn của công chúa, đột nhiên có người thông báo là Ali tìm đến. Tên vua đã bảo tên chủ ngân hàng làm gì đó, thế là hắn đã cho tên to con nhất xuống giao chiến, hắn vừa xuống đã tự biến thân thành một con voi với ba cái vòi. Ali đã cố vung lửa vào hắn nhưng hắn cứ hút nước và phun với áp lực cao vào Ali. Cậu biết chỉ đánh kiểu này thì không ăn thua nên đã cố tập trung để kích hoạt trang bị thánh thần, nhưng ngọn lửa của cậu không đủ để kích hoạt nên lại bị tên voi kia lùa. Cậu vừa chạy vừa đánh trả và thử biến thân vào mọi lúc nếu có cơ hội để rồi khi đang tập trung thì cậu đã bị tên kia quật cho một cú cậu sắp bị dẫm bẹp thì hình ảnh của mọi người hiện lên có người thì khuyên gian cậu có người thì hy vọng vào cậu có người thì chê trách khiến cậu rơi vào tuyệt vọng nhưng Aladdin là người cho cậu ánh sáng để cậu có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu cậu giờ đây đã nhận ra mấy thứ như quyền lực chẳng giúp cậu được gì cả chỉ có tự thân tiến lên mới là chân lý tên voi sau đó nổi khùng lên và quyết định lấy mạng ali nhưng cậu đã thành công triệu hồi được trang bị thần thánh và trẻ đôi hắn cậu chỉ biến ra được mỗi thanh kiếm nhưng trường hợp này thì chỉ cần kiếm là đủ tên chủ ngân hàng sau đó thả xuống một đám khỉ dù có bị chém đôi thì chúng vẫn khôi phục lại thành hai con một tên nữa cũng xuất đầu lộ diện thì anna tìm đến để giúp ali cô sẽ xử lý đám khỉ này để cậu đi gặp tên vua kia cô hét lên một tiếng khiến đám khỉ điếng cả người và rồi ném ali thẳng vào trong bức tường tên khỉ cho anna cơ hội tránh đường vì cô lần trước đã choáng với tốc độ của hắn nhưng lần đó là cô chưa nghiêm túc xin bát giờ cũng đã nghe được chuyện đang xảy ra ở cung điện Sinbad vốn định chờ đến lúc viện binh tới để giải quyết bằng chính trị nhưng giờ thì Ali đã tự ý hành động nên anh phải đến đó giải quyết xem thử. Ali lúc này đã chạm mặt kẻ cuối cùng, hắn là báo và là kẻ cầm kiếm mà Ali đã đối phó lần trước, kiếm của cậu có thể cắt đôi kiếm của hắn, nhưng trang bị thần thánh đã hết hiệu lực nên cậu trở lại dùng dao. Nhưng Sinbad đã chỉ cậu cách để khôi phục năng lượng, đó là cậu phải tạo ra lửa để thần đèn hấp thụ, cậu ném một túi dầu ra và đánh lửa để dùng trang bị thần thánh trong một thời gian ngắn và đủ để chém đôi tên báo kia anna lúc này khá chật vật ngoài kia vì đám khỉ quá đông cô nhớ ra chiêu thức mát du dù từng dùng nên làm thử nhưng cô chưa đủ nhanh và mạnh để chạm được đến tên cầm đầu cô đã bật nhảy liên tiếp trên ba góc gần đó và lao thẳng đến tên đầu đàn và một cước sút xuyên qua hắn những góc cột mà cô bật nhảy cũng đã sập xuống và đè nốt lũ khỉ ali thì đã vào được căn phòng của vua hắn cho lính áp chế ali lại dù cậu nói bản thân đến để nói chuyện nhưng tên vua vẫn cho lính xử lý ali buộc phó vương phải đứng ra chống đối anh ta gọi tướng quân ra bảo vệ ali anh ta đã chán việc bản thân yếu đuối vô dụng nên giờ phải làm gì đó để giúp cho người em trai ali này công chúa nhận thấy ngoài kia có vẻ ồn ào nhưng tên cận thần đây đã nói dối cô là người ta đang kiểm tra lại quà cưới nên cô khỏi bận tâm dù đai lúc này cũng đã có dấu hiệu hồi phục lại anna đã xử lý hết lũ khỉ ngoài kia còn tên vua lúc này đã cho phó vương thấy việc làm vua áp lực ra sao vì hắn cho rằng phó vương sẽ thay hắn làm vua khi hắn bị lật đổ phó vương không chịu nổi áp lực mà gục xuống nên bị gọi là kẻ hèn nhát nhưng ali đã đứng lên bảo vệ người anh này và tuyên bố lật đổ tên vua đốn mặt lời nói của hắn giờ chẳng thể làm lung lay được quân lính nữa nhưng đúng lúc này thì công chúa cũng ra mặt cô thấy tên vua cũ hơi xấu nên không muốn cưới hắn lắm nghe việc hắn sẽ thoái vị thì cô yêu cầu bầu ra một vị vua mới tướng quân nghĩ là phó vương nên lên thay nhưng anh ta lại chọn ali vì cậu phù hợp hơn nhưng ali phản đối cậu muốn hủy bỏ hợp đồng với đế quốc về việc bán nô lệ và quyết định bãi bỏ chế độ quân chủ kể từ bây giờ đất nước này không cần một vị vua mà cần một chính phủ và hội đồng người dân sẽ là những người quyết định cuộc sống cho chính họ một cách tự do. Đúng lúc này thì Xin Bát cũng đến, anh mang theo những nhà ngoại giao trong liên minh bảy đại dương do anh lập ra. Vốn dĩ họ đến là để yêu cầu Ali trở thành vua để thay đổi nơi này, nhưng Ali dường như đã có câu trả lời cho riêng mình, công chúa muốn Ali chịu trách nhiệm về khoản vay mà đất nước này đã vay từ đế quốc, nhưng Ali cho biết đất nước này giờ đã chẳng còn lại gì nên nó từ giờ cũng xem như sụp đổ và không còn tồn tại nữa, mà nơi đây giờ sẽ trở thành một đất nước mới và hợp đồng vay kia xem như không còn hiệu lực nữa nhưng cậu biết bản thân không thể yêu cầu cho cháu như vậy nên đã cân nhắc cho cô về việc nếu hợp đồng hủy bỏ thì cô sẽ không chịu áp lực từ hôn nhân chính trị. Đồng thời nơi này sẽ giao cho đế quốc quyền tự do hàng hải như đế quốc muốn, đổi lại đế quốc hãy tha cho đất nước này. Công chúa buộc phải chọn giữa việc chiến tranh và mất mát hoặc thương xót và nhận được lợi ích. Công chúa không chấp nhận nhưng xin bát cho biết anh sẽ đưa đất nước mới của Ali vào liên minh của anh để bảo hộ cho nơi này, nên công chúa đành quyết định về báo cáo với vua cha để ông tự quyết. Công chúa sau đó ra về và thấy hơi áp lực sau màn đối chấp vừa rồi và cũng may khi cô thà chết còn hơn cưới con lợn kia. Và cứ thế, Ali đã giải quyết mọi chuyện với đế quốc mà không hề gây đổ máu. Cậu sau đó ra ngoài và tuyên bố thay đổi đất nước với toàn bộ người dân. Bài diễn văn của cậu được người dân hưởng ứng, nhưng tên chủ ngân hàng đột nhiên phát ra một dòng rúc đen ra khắp thành phố. Và Aladdin thì đột nhiên tỏa ra một lượng rúc lớn và chúng sau đó đột nhiên bay đi mất. Sau bài phát biểu, Ali biết bản thân sẽ phải ở lại đây để thay đổi đất nước nên chưa thể giữ lời hứa đi phiêu lưu với Aladdin được nhưng dòng chảy giúp hắc ám kia lúc này bị kẻ bí ẩn đó dẫn đến quanh đoàn quân của Kasim. Có vẻ Kasim vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra ở cung điện. Ali lúc này đang cố ăn mừng cùng người dân thì Kasim tìm đến với vẻ mặt cực kỳ căng. Kasim thấy Ali tự mình làm hết thì cũng chỉ biết âm thầm chúc mừng Ali. Thế nhưng Kasim không thích yên bình như này. Cậu ta dõng dạc tuyên bố đất nước này vốn đã thuộc về người dân. Việc xóa bỏ chế độ quân chủ liệu có khiến những mất mát người dân phải chịu trở lại hay không? Cậu ta đổ hết tội lỗi đó lên đầu hoàng thất. Đồng nghĩa là Ali lúc này thanh kiếm phát ra làn khói ảo giác kia thì càng khiến người dân mất trí hơn ali đã đưa ra lựa chọn của cậu và giờ thì kasim cũng vậy trong lúc đó ý thức của aladdin đã được đưa vào trong cây sáo để gặp ugo ugo cho biết aladdin đã suýt chết sau khi ép quá nhiều năng lượng ra khỏi cơ thể còn tên bí ẩn đã hỗ trợ nhóm kasim lúc này đã lên bóp nát tên chủ ngân hàng để giải phóng thêm nhiều giúp hắc ám hơn và lấn át hoàn toàn dòng giúp ánh sáng của aladdin tỏa ra ugo cho aladdin biết rằng có nhiều kẻ đang cố đi ngược lại dòng chảy số phận những điều Aladdin đã trải qua trước giờ đều theo chiều hướng tốt nhưng có vài kẻ đã đi ngược lại điều đó và khiến dòng chảy rút hóa thành màu đen. Đáng ra Aladdin đã chết ở trận chiến lần trước nếu Ugo không đích thân can thiệp. Ugo đã buộc phải sử dụng nguồn năng lượng từ chủ nhân cũ vì Aladdin vốn không phải chủ nhân của Ugo. Ugo đã dùng chút sức mạnh cuối để gọi Aladdin đến đây nhằm cho Aladdin thấy việc Ali sắp bị tuyệt diệt. Vận mệnh của Ali là trở thành vua và Aladdin có nhiệm vụ dẫn dắt Ali đến vận mệnh đó. Và để làm được thì Aladdin cần biết rõ hơn về chính cậu nên Ugo sẽ cho cậu đến gặp vua của các thần đèn. Solomon, Ugo rất tiếc khi sẽ không còn được gặp Aladdin nữa nhưng Ugo tin Aladdin sẽ ổn vì cậu đã có rất nhiều bạn bè ngoài kia. Aladdin sau đó đã được gửi vào không gian và một giọng nói đã chỉ dẫn cậu lối đi. Cậu sẽ biết giọng nói này là ai khi đi hết con đường mà cậu phải đi. Rafa thấy Aladdin đã ổn nên cùng Mazu ra ngoài xử lý. Ali lúc này buộc phải chia quân lính ra để chấn áp người dân còn cậu sẽ đi chạm mặt với Kasim. Cậu sau đó đã chặn đường tiến của nhóm Kasim. Cậu muốn biết lý do Kasim làm việc này thì cậu ta cho rằng chế độ quân chủ không nên bị xóa bỏ mà nên kết hợp cả hai chế độ lại. Rằng ai cũng có quyền để được làm vua, Kasim đã cho người chói Ali lại bằng mấy thanh kiếm phép. Nhưng Ali đã rút trang bị thần thánh ra để chém gãy hết đống kiếm phép đó và đe dọa Kasim là cậu sẽ ra tay nếu Kasim còn tiến lên. Nhưng Kasim vốn chẳng sợ chết nên liên tục thách thứ Ali. Tướng quân muốn Ali ra tay vì tất cả sẽ kết thúc khi Kasim chết. Ali sau cùng vẫn chẳng thể ra tay và liên tục cầu xin Kasim hãy rút lui và dừng mọi chuyện lại vì người của cậu ta đều đã bị khống chế hết nhưng cậu ta vẫn còn một con bài tẩy đó là thần vật mà cậu ta đang mang có một cơ chế khác bằng cách nguyền rủa số phận của bản thân kasim sẽ mở được sức mạnh thật sự từ thanh kiếm nhưng nếu cậu ta không mở được thì cậu ta sẽ chết kasim đã tự đâm kiếm vào bản thân và thanh kiếm đã phản ứng lại những thanh phụ lần lượt bay lên và đâm vào người kasim cậu ta sau đó biến thành một con quỷ to lớn theo lời tên bí ẩn thì kasim đã biến thành một thần đèn hắc ám nó bắt đầu ném những quả cầu khiến những thứ nó chạm vào bay màu trong tích tắc Anna đã lao lên sút con quỷ xuống cho Ali. Cậu chém một đòn thì vẫn chưa đủ hạ được con quỷ. Nó bắt đầu hút lượng giúp bóng tối từ xung quanh để hồi phục lại, miễn là còn giúp bóng tối thì con quỷ sẽ còn tái sinh. Và giúp bóng tối sẽ không biến mất khi con người ở đây còn sự thù hận. Anna đã lao lên để rồi bị con quỷ ném bay đi bằng khả năng điều khiển trọng lực. Sinbad đã vào cuộc và cố cầm chân con quỷ cho Ali lao đến kết liễu cậu biết là cậu phải giải thoát cho Kasim. Ali lao đến đâm con quỷ nhưng giúp bóng tối lại đẩy mũi kiếm của cậu đi. Cậu đã mượn thêm sức mạnh từ thần đèn và có được bộ giáp tay nhưng hình ảnh Kasim hiện lên lần nữa khiến cậu lại lưỡng lự mà bị đẩy ra. Sinbad vì vậy mà bị ăn mòn mạnh hơn, Sinbad bị ném đi nhưng việc Kasim xuất hiện vừa rồi đã khiến con quỷ bị suy yếu trong một thời gian ngắn. Sinbad muốn Ali tận dụng mà ra tay, cậu vẫn lưỡng lự nên quân lính đã lên chiến đấu giúp cậu. Ali nhìn mọi người quyết tâm thì đã lấy lại sức mạnh. Sinbad cũng góp một ít để cậu lao đến, ngay khi sắp chạm đến con quỷ thì Judai lại mò đến đánh bay Ali. Ali đã lỡ mất cơ hội và cạn năng lượng để sử dụng trang bị thần thánh, tên bí ẩn muốn judai nên sớm trừ khử ali vì cậu là mối nguy tiềm tàng về sau trong lúc đó Rafa và masu đang phải cứu người còn ba tên trộm kia thì đã quyết định đi trả đồ cho sinbad vì chỉ anh mới có thể thay đổi cục diện lúc này và từ xa Aladdin cũng đang cưỡi dòng giúp ánh sáng đến đây judai sau đó đã dùng phép để thao túng con quỷ hắn cũng khóa sinbad lại và biến con quỷ to lên để xử triệt để ali anna phải giúp ali tránh đòn và cậu đã nhờ cô ném cậu lên chỗ con quỷ Ali quyết định sẽ làm liều và tất tay vào một đòn bằng cách dùng chính năng lượng từ cơ thể như Aladdin. Anna chỉ biết nghe theo quyết tâm của Ali vì giờ kể cả không làm gì thì Ali cũng chết, nhưng Ali vừa lên đã bị Judai đẩy xuống. Hắn cho con quỷ một thanh kiếm và lao đến chém gãy trang bị thần thánh của Ali. Cậu vẫn muốn làm lại vì thanh kiếm vẫn chưa biến mất. Anna chẳng thể bỏ ngơ quyết tâm của Ali mà cứ giúp cậu hết lần này đến lần khác, và đúng lúc này thì Aladdin đã tìm đến để giúp Ali. Judai muốn Aladdin gọi thần đèn ra đấu với hắn nhưng Ugo đã không còn đi với Aladdin được nữa nhưng Aladdin có thể dùng năng lượng giúp để tạo ra một bản sao của Ugo. Nhưng dù Aladdin đã dốc sức tung đòn và Judai và con quỷ thì nó cũng chỉ khiến con quỷ biến mất được một lúc. Cậu nhờ Anna đưa Sinbad đi gặp vài người trong thành phố. Đồng thời cậu cũng biết bản thân bây giờ chưa đủ hoàn thiện để thắng được Judai nên đã nhờ Ali giúp sức. Cậu muốn Ali nhìn cảnh người dân vẫn giữ vững hy vọng và Ali là người đã thắp lên hy vọng đó. Nhờ hy vọng mà Aladdin lại được nạp thêm sức mạnh. Và tên bí ẩn kia biết Aladdin đã có được trí tuệ của Solomon. Aladdin sau đó đã tạo ra một phép lửa và ném nó vào Ali để thanh kiếm của cậu hấp thụ mà trở về nguyên dạng. Ali đã lao lên và Aladdin cứ ở sau hỗ trợ. Ali đã đâm được thanh kiếm vào con quỷ nhưng ngay lập tức bị nó hút vào trong. Aladdin vẫn không no núng mà cho Judai thấy một vài hình ảnh gì đó khiến hắn đau đầu mà gục xuống. Aladdin cho Ali ở trong kia biết là cậu cần kéo Kasim ra khỏi bóng tối để thần đèn hắc ám này biến mất. Kasim cho biết bản thân từ lâu đã ghét Ali vì tính lạc quan của cậu. Kasim đã luôn muốn kéo Ali xuống hố sâu tuyệt vọng như cậu ta. Aladdin biết Ali sẽ bị tổn thương bởi mấy lời này nhưng cậu tin Ali sẽ vượt qua được. Kasim cho rằng Ali quá tốt đẹp khi có dòng máu hoàng gia và một người mẹ hiền tử, còn cậu ta chỉ có ông bố tệ hại. Cậu ta không chấp nhận việc số phận quyết định cuộc đời của con người nên cậu ta mới quyết chống lại số phận đã bị áp đặt lên bản thân. Ali đã vùng lên và cho rằng Kasim chưa từng hiểu cho cậu, Ali chưa từng nghĩ hay bận tâm đến những thứ về bản thân mà Kasim nhắc đến. Cậu cho rằng bản thân cũng giống Kasim, cũng là một kẻ được sinh ra từ khu ổ chuột, cũng phải lăn lộn để sinh tồn kasim đã cho ali thấy cuộc sống của cậu ta trong thời gian ali biến mất nó cho chết ra sao từ việc dịch bệnh lan đến cho đến lúc em gái cậu ta ra đi và rồi đến lúc cả khu ổ chuột bị thiêu dụi để phong tỏa và rồi cách mà đoàn sương mù được thành lập nên bởi kẻ bí ẩn kia ali đã đau lòng vì cậu chưa từng cố để thấu hiểu cho kasim cậu đã luôn sợ việc bị người đời chỉ trỏ và đem ra so sánh với kasim kasim nghe được những điều đó thì đã có chút thay lòng kasim nhận ra bản thân cũng chưa từng cố để hiểu ali Cậu ta luôn cố để bản thân với được đến Ali nhưng chưa từng nhận ra việc Ali đang cố gắng để cả hai được ngang hàng với nhau, bóng tối đã biến mất. Thần đèn hắc ám đang dần tan vỡ và Kasim biết đây là thời điểm cuối của cả hai, Kasim tiếc vì chưa xin lỗi mọi người và cũng chưa từng nói chuyện nhiều hơn với Ali. Trước khi rời đi, Kasim đã cho Ali thấy việc chính cậu ta đã giết cha ruột của mình khi ông ta có ý định bán em gái cậu ta vào kỹ viện. Ông ta chấp nhận cái kết của bản thân nhưng vẫn không quên đầu độc Kasim rằng cậu ta cũng xấu xa y như ổng, Ali giờ lại cố để đuổi theo Kasim nhưng đã quá muộn con quỷ chính thức biến mất và tên bí ẩn kia cũng đã đưa Judai trở về, nhưng trên đường, hắn đã bị nhóm Sinbad tập kích và hạ gục, Sinbad sau đó cũng kiệt sức nhưng anh biết bản thân chỉ mới giải quyết được một phần nhỏ của vấn đề. Xác của tên bí ẩn đó đã có một con rắn chui ra. Cả một giáo hội đứng sau vụ vừa rồi đã nhận thấy Aladdin vừa bước những bước đầu tiên và chúng sẽ còn rất nhiều thử thách để dành cho Aladdin nữa. Aladdin muốn Ali đừng có khóc mãi nữa, vì người khi chết thì sẽ trở thành một phần của dòng chảy giúp. Cậu đã cho Ali gặp lại vua cha và mẹ của cậu, Aladdin muốn Ali biết rằng con người có thể chết nhưng họ vẫn sẽ luôn dõi theo. Aladdin cũng đã cho mọi người thân về gặp gia đình của mình một lần nữa. Kasim và em gái cậu ta đã về để gặp lại Ali một lần nữa trước khi trở về với dòng chảy. Sinbad trở về và thấy Maji quả là những người có khả năng tuyệt vời. Không lâu sau, Ali đã cho xây dựng lại đất nước và lập nên một hội đồng. Cậu biết bản thân vẫn chưa thể đi phiêu lưu với Aladdin được. Đột nhiên con rắn từ xác của tên bí ẩn đến cắn vào tay Ali. Tướng quân đã kéo nó ra và nhận thấy nó không có độc nhưng một đoàn thuyền lớn của đế quốc đã được phát hiện ngoài biển. Sinbad không biết mục đích đế quốc kéo đến đây là gì, nhưng anh lo là họ sẽ trinh phạt nơi này như một đất nước vô pháp luật do Ali chưa thể cùng hội đồng viết ra luật mới, hoặc chúng cũng có thể bắt Ali rồi kiểm soát đất nước này. Ali không muốn chạy mà muốn ở lại đối đầu, nhưng Sinbad đã đánh ngất Ali và khi tỉnh lại, Ali thấy bản thân ở trên thuyền và đang được đưa đến một nơi khác. Jaffa cho biết đó là đất nước của Sinbad. Anh đã tự mình đến đế quốc để thương lượng với tư cách là người đứng đầu liên minh, vài tháng sau đó trôi qua. Lúc Anna đang luyện tập cùng Matsu thì nghe tin Sinbad đã trở về. Sinbad đã bảo Jafar đi tập hợp người lại để anh thông báo. Sinbad cho biết anh đã giúp đất nước của Ali được có quyền tự do và nằm dưới sự bảo vệ của đế quốc, nhưng quyền kiểm soát biên giới và thuế sẽ do đế quốc quyết định. Đó là mọi thứ Sinbad có thể làm để giúp. Ali đã cảm ơn Sinbad vì anh đã làm được điều mà cậu không thể. Ali muốn âm thầm giúp đỡ đất nước nhưng Sinbad cho biết tổ chức bóng tối đã để mắt đến Ali. Mọi chiến tranh hay những điều xấu trước giờ xảy ra đều do tổ chức kia nhúng tay chuyện của đất nước vừa rồi cũng không phải ngoại lệ. Sinbad muốn Ali giúp sức cho anh trong công cuộc đánh bại tổ chức đó. Anh sẽ huấn luyện cho khả năng của Ali và Aladdin tại đây, vừa hay có thủy quái ngoài kia nên anh sẽ cho cả hai xem khả năng của gia sư sẽ dạy dỗ cho cả hai. Chạm mặt thủy quái, người dân ai nấy đều vui vẻ vì sắp đến buổi đi săn, tám đại tướng của Sinbad đã ra mặt và hai người được chọn thể hiện là một pháp sư và một kiếm sĩ. Pháp sư đã ra chói con thủy quái lại và để kiếm sĩ chế biến luôn con thủy quái. Từ cắt đầu, mổ ra và tách thịt với xương, đồng thời cắt nhỏ ra từng miếng để chia cho người dân. Sinbad sau đó đã giới thiệu với Aladdin gia sư của cậu, cô pháp sư này là Zaiha. Aladdin thấy ngực bự thì đến ôm cái thì liền bị Zaiha đun sôi và cảnh cáo lần sau còn sàm sỡ nữa thì liệu hồn. Kiếm sĩ cũng được giới thiệu là Sakan và sẽ là gia sư cho Ali. Sakan và Zaiha vốn chẳng ưa nhau là mấy nhưng Sinbad yêu cầu cả hai để sau rồi đánh vì tối nay là lễ hội. Ali được biết rằng việc thủy quái tấn công nơi này là chuyện chẳng còn xa lạ, nên Sinbad đã biến mỗi lần tấn công thành lễ hội và trở nên thịnh vượng. Sinbad đã gọi nhóm Ali đến để giới thiệu về tám đại tướng. Jafar và Masu đã biết từ trước, kế đến là Hina, một chiến binh thuộc tộc người ở Bắc Cực, đã xuất hiện ở phần phim Sinbad. Kế đến là Draco, một người giống rồng nhưng trước đây là người. Và bên cạnh là vợ của anh ta, quả nhiên vợ người ta vẫn là của ngon và độc lạ. Hai gia sư Zaiha và Sakan thì cũng đã biết, người tiếp theo là Pisti và cuối cùng là Michat. Cũng đã xuất hiện trong phần phim của Sinbad, tất cả đều ở trong mỗi đất nước thuộc liên minh và có hoàn cảnh như Ali. Gia Pha đã hỏi Sinbad có tiến triển gì với cô công chúa đế quốc chưa thì anh vẫn chưa làm gì cả. Hina khuyên anh nên nghĩ tới việc lập gia đình. Vì anh vẫn chưa có vợ, chớ trêu thay khi vua sát gái của thất hải giờ lại chưa có người thương. Đơn giản vì Sinbad xem toàn bộ người ở đảo này là gia đình. Anna sau đó đến gặp Ali và Ali đã hỏi cô lý do cô muốn tiếp tục đi theo cậu thay vì lên đường trở về quê hương. Cô vẫn mang ơn cả hai nên cô muốn được đi theo giúp đỡ cả hai. Aladdin cho rằng cô không cần xin phép vì quyền tự do là của cô. Anna giờ đây mới thực sự cảm nhận được sự tự do của bản thân, rằng cô có thể làm mọi thứ cô muốn, thế là cô đã xuống nhảy nhót. Tuy cả hai không hiểu điệu nhảy của Anna nhưng Ali cũng đã động viên để cô tiếp tục nhảy. Không lâu sau, Aladdin đã được Zaiha dạy cho cách dùng ma pháp, đó là phải dùng lệnh. Phép mà Aladdin dùng được lúc này tuy mạnh nhưng nó chỉ là phép dạng cơ bản. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh lại với nhau thì Aladdin có thể dùng được phép như ngụy trang này. Cậu có tiềm năng rất nhiều nếu thuần thục được phép thuật. Ali lúc này thì đang tập luyện kiếm pháp cậu muốn dùng cây kiếm lớn này để hợp với trang bị thần thánh từ thần đèn Amon. Nhưng con dao của cậu đã gãy nên Sinbad đã dẫn cậu đi theo. Anh cho biết Ali có thể chuyển dấu ấn thần đèn sang đồ vật khác, nhưng đồ vật đó phải là vật có ý nghĩa sâu sắc với Ali. Nhưng cậu chỉ có con dao đầu tiên mà vua cha giúp cậu mua bằng số tiền đầu tiên cậu có. Thế là Sinbad lấy ra con dao mà vua cha của cậu từng ban cho anh lúc anh đến đất nước đó. Cậu đã nhận lại con dao từ Sinbad và ấn của Amon nhanh chóng đổi qua. Và với Anna, Sinbad đã đưa cô đến kho để cô chọn một món đồ để giúp cô chứa sức mạnh từ thần đèn Amon của Ali ban cho. Cô chẳng biết chọn gì nhưng vì cô cần một món cũng phải sâu sắc với cô miễn là bằng kim loại, thế là cô đã lấy ra chiếc còng chân mà cô đã đeo từ lâu. Đây là chiếc còng mà Aladdin đã phá cho cô. Anh đô con đã chặt đứt cho cô và Ali là người chính thức giải thoát cô khỏi thứ này. Đột nhiên đoàn đại biểu từ đế quốc đến đây, hai người đại diện là hoàng tử Haku và cô công chúa lần trước tên là Kogi. Sinbad hơi tiếc vì chưa có dịp gặp cô lúc ở đế quốc nhưng cô đã tức giận rút kiếm ra đòi xin xin bát cô cho rằng anh là tên dâm tặc đã làm ô uế cơ thể cô gia pha ngay lập tức hỏi xin bát đã làm gì nhưng anh còn không biết thanh niên quân sư đi theo đã phải kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm đó vào ngày xin bát và vua đế quốc đàm đạo thì sáng hôm sau xin bát bằng cách nào đó lại thức dậy ở trên giường công chúa cô ghi xin bát giờ đây đứng trước một hoàn cảnh nguy hiểm xin bát không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó anh chỉ nhớ là hôm đó anh uống cho lịch sự và rồi say khướt nên đã đi về phòng ngủ còn lý do anh không mặc gì là do anh thường ngủ như vậy. Công chúa đã phải kể lại sự thật rằng lúc đó, cô đã trốn một góc trong phòng tiệc để ngắm xin bát. Và lúc xin bát rời đi thì cô đã bám theo nhưng bị một kẻ nào đó đánh thuốc mê và khi tỉnh lại thì cô đã thấy xin bát bên cạnh. Ai nấy đều nghi ngờ xin bát là kẻ đã đánh thuốc mê công chúa rồi hút sùn sụt trong đêm. Xin bát cố giải thích bản thân vô tội nhưng ai nấy đều phải quay lưng với xin bát vì việc xin bát quấy rối con gái nhà người ta đã chẳng còn xa lạ. Sinbad bát bắt đầu lấy tình cảm xưa kia với họ ra nói thì họ thừa nhận bình thường xin bát tốt thật nhưng khi say thì méo xin bát bị ép phải cưới công chúa kogi nếu anh không muốn hai nước xảy ra chiến tranh xin bát nhất quyết từ chối và yêu cầu Jaiha giúp anh Jaiha đã phải đọc lại dòng chảy giúp của cả hai và thấy đêm đó xin bát đích thực đã về phòng ngủ còn công chúa thì bị ai đó bắt đi và đặt lên giường của xin bát cứ nghĩ xin bát trong lúc mơ màng đã làm gì đó nhưng sau cùng vẫn chẳng có gì xảy ra công chúa nhận ra bản thân đã sai nên xin lỗi nhưng tên quân sư nhất quyết bắt tội xin bát hắn chính là kẻ đã đánh ngất công chúa và gài xin bát vào việc này vì hắn muốn công chúa có con và rồi hắn sẽ trở thành người giám hộ cho con của công chúa và có quyền lực cao hơn khi đứa trẻ làm vua vì kế hoạch ban đầu thất bại nên hắn mới gài xin bát để công chúa vừa có được người cô yêu và hắn vừa có được điều mình muốn hai người lính đã có mặt đêm đó đành phải cúi đầu thú nhận rằng tên quân sư là người gài bẫy xin bát đã cho người bắt hắn nhưng hoàng tử ha đã quỳ xuống xin thứ lỗi vì phiền hà mà người của cậu ta gây ra cậu ta vẫn có lý do để đến đây nên xin xin bát bỏ qua mà để họ ở lại tên quân sư sau đó đã tỏ ra thành khẩn biết lỗi để được công chúa tha thứ nhưng gia pha thì thẳng thừng nhổ vào mặt hắn chiều hôm đó hoàng tử ha đã cho xin bát biết về việc tổ chức anh săn tìm đang ẩn mình ở đế quốc và cậu ta muốn hợp tác với xin bát để hủy diệt toàn bộ đế quốc lẫn tổ chức đó nhưng xin bát từ chối vì anh cần ha du trưởng thành hơn để nhận ra mặt tốt và mặt xấu khi đế quốc biến mất anh đã giới thiệu ha về ali và bảo cậu ta đến học hỏi ali nếu có thể ali lúc này bị sa can đưa đi chè chén trong lúc Can đang bận bịu với hai cô em toàn bưởi đào thì Ali lại gặp một cô lực điền nữa. Hôm sau, Aladdin vẫn tiếp tục tiến triển trong việc luyện phép. Còn Ali thì không tiến triển mấy vì Can cho rằng cậu không hợp với cây kiếm lớn như này. Cách để cậu khắc phục tình trạng này thì chỉ có cậu mới tự tìm ra được. Aladdin và Ali sau đó đã kể cho nhau nghe về quá trình luyện tập của bản thân. Anna giờ cũng trở về, cô khoe về việc cô đã cho thợ làm lại chiếc còng này thành hai chiếc vòng đeo chân. Nhưng mớ dây xích dườm già này thì hơi vướng chút. Aladdin nghĩ là nên bỏ dây đi thì hơn hoặc là cô nên nghĩ ra cách để sử dụng thứ này. Đúng lúc này thì công chúa và hoàng tử Haju tìm đến. Haju đã cảm ơn Aladdin vì cậu đã cứu chị gái Gen của cậu ta lúc ở bộ tộc Du Mục kia. Được biết thì công chúa Gen và bộ tộc Du Mục giờ đây đã hòa thuận và đi cùng nhau. Công chúa cũng xin bắt tay với Aladdin nhưng cả hai có vẻ vẫn còn ghét nhau từ vụ cô ta đánh trọng thương Ugo lần trước. Hoàng tử Hazu thì cũng biết Ali tuy ngoài mặt có vẻ niềm nở nhưng thật ra là vẫn còn để bụng chuyện Đế quốc đã gây ra với đất nước của cậu. Hoàng tử vừa nói thì trong đầu Ali lại xuất hiện một giọng nói thôi thúc cậu phải ghét hoàng tử. Và rồi khi không trụ được nữa thì Ali đã gục xuống và tay cậu thì xuất hiện rất nhiều độc tố từ vết cắn mấy tháng trước của con rắn. Sinbad sau đó phải chạy đến xem thì từ lượng độc tố đó. Tên bí ẩn ngay trước lại xuất hiện, Sinbad đã lao lên chém hắn thì máu độc cũng bắn lên người anh. Hắn cho biết Ali và Sinbad đã bị hắn nguyền rủa. Cơ thể Ali giờ đây sẽ sản sinh ra dòng rúc bóng tối và nếu Aladdin cố truyền giúp của vua thần đèn Solomon vào Ali thì hai dòng rúc sẽ tương phản nhau và gây ra cái chết cho Ali. Nhưng nếu không chữa thì rúc bóng tối sẽ khiến Ali lụi bại. Hắn sau đó bỏ đi trong sự bất lực của nhóm chính diện. Sinbad sau đó đã cho Ali biết một cách để đảo ngược tình trạng này, đó là cậu phải đi chinh phục một mê cung và thần đèn cai quản mê cung đó có khả năng chữa lành mọi bệnh tật. Sinbad sẽ không thể đi chung do số lượng thần vật của anh đã tới giới hạn. Hazu cũng xin đi theo vì cậu ta muốn được giúp sức và cũng muốn thử chinh phục một mê cung và tìm cho mình một Maji. Vì cậu ta không muốn dựa dẫm vào Zudai. Trên thuyền, Ali không ngừng suy tư thì Pisti muốn cậu cứ thoải mái vì Ali vẫn còn 10 ngày để sử dụng năng lượng mà không lo độc tố lây lan. Đột nhiên có thủy quái xuất hiện và Pisti đã dùng một cây sáo để trò chuyện và để thủy quái rời đi. Pisti nhìn như này chứ tuổi còn lớn hơn cả Ali. Mỗi tội Aladdin nhìn chỗ ấy có vẻ hơi nhỏ nên hơi hoài nghi về việc Pisti nói du lúc này cũng đã đưa đồ ăn ra và đống này đều tự tay cậu ta nấu. Ai nấy có cái nhìn khác hẳn về Hazu do cậu ta không giống như người ta tưởng tượng về một hoàng tử của đế quốc. Giọng nói trong đầu vẫn muốn Ali phải ghét Hazu. và trước khi lên đường Sinbad đã nghe về việc này và cho rằng nếu giọng nói đó là từ lương tâm của Ali thì cậu phải tự mình vượt qua được nó. Trong lúc đó, pha thắc mắc sao Sinbad không tự giải nguyên thì anh cho rằng anh phải để như này để nhóm Ali có động lực. Nhóm Ali lúc này đã lên hòn đảo có mê cung kia, lúc ở bến tàu Nhóm Ali đã gặp hai kẻ khá bí ẩn. Một cô bé nhận thấy nhóm Ali muốn đến mê cung thì xin đê được đi theo để cứu bố mẹ. Pisti cho biết mê cung ở nơi này được đồn là có thể nuốt bất cứ ai đến gần và đa phần người bị nuốt đều không thể trở ra. Họ không thể đưa cô bé đi theo nên Hazu đã hứa là sẽ tìm bố mẹ của cô bé về. Nếu họ đã mất thì cậu cũng sẽ cố để diệt hết mọi thứ trong mê cung đó, trên đường đi. Aladdin nhận thấy Anna đã quyết định đeo vòng vào tay, đột nhiên lúc họ vừa thấy được mê cung thì quả nhiên là ngay lập tức bị nó nuốt vào. Lúc vào mê cung, Ha Du hoàn toàn bất ngờ vì đây là lần đầu cậu ta được vào một nơi kỳ diệu như là mê cung này. Trong này có rất nhiều cánh cửa và có thể một trong những cánh cửa này dẫn đến căn phòng cuối cùng. Lúc bước vào căn phòng, trong này xuất hiện vài con rùa biết nói, chúng đòi ăn thịt họ nhưng cắn còn chẳng đau. Thế là cả nhóm sang căn phòng khác và nhiều loài vật hơn xuất hiện, để rồi chúng dồn lại với số lượng đông đảo và bắt đầu gây khó dễ cho cả nhóm. Nhưng Aladdin thấy chúng chỉ đang cố bảo vệ con cái của chúng, và hẳn lý do là vì họ đã xông vào trái phép nên chúng mới nổi giận. Anna sau đó đã tìm được lối đi và họ cứ thế tiến vào và chạm mặt một con gấu lớn. Nó đòi mật ong nhưng cả nhóm không có nên bị nó tấn công. Hazu vẫn hơi sốc nên Anna phải đứng ra chắn đòn và để Ali cùng Aladdin đánh nốt. Con gấu bị cháy thì chạy vào nước để dập. Họ thành công qua cửa và rồi thấy một khu vườn với khuôn mặt người trên cây. Thần đèn tên là Zagan xuất hiện và cho biết đây đều là người được anh ta bắt vào đây để làm thức ăn cho khu vườn này. Và rồi từ những cái cây lại sinh ra thêm cư dân cho khu vườn. Hazu muốn thử cứu người thì thần đèn cho biết chỉ có thể cứu họ bằng ma thuật và ma thuật này quá phức tạp để Aladdin đảo ngược nên chỉ mỗi Zagan là biết cách giải phép. Zagan rất ghét con người và thà chết còn hơn chịu về hầu hạ một con người. Ha Du tức giận lao lên thì Zagan lấy cô bé kia ra đe dọa. Zagan bắt gặp cô bé lẳng vàng gần đây nên mới bắt vào luôn. Zagan sẽ theo họ về nếu họ đủ khả năng đến được căn phòng kho báu. Dứt câu thì Zagan rời đi và để lại một cánh cổng. Ha Du khá vội vàng nên Ali phải bảo cậu ta bình tĩnh lại. Cả nhóm sau đó đã cùng đi vào cánh cửa để nhận thử thách đầu tiên họ phải vượt qua. Phòng này có những tảng đá lơ lửng nên rơi xuống thì liệm luôn. Zagan thấy Ali mang theo cả thần vật mà một Magi thì biết cậu không tầm thường, anh ta đã tạo ra âm thanh ma quái khiến những tảng đá trở nên điên loạn mà tấn công mọi người. Hazu cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng chúng đều biết ma thuật phòng thủ khiến tấn công vật lý của cậu ta không tác dụng gì. Aladdin nhờ quá trình luyện tập mà đã có thể sử dụng ma thuật đa dạng hơn để tấn công truy sát mấy con quái vật và tăng thêm lửa cho thanh kiếm của Ali để cậu tung đòn kết liễu con cuối cùng. Cả hai sau đó vừa đi vừa khen nhau vì trình độ đã tăng lên đáng kể. Riêng Ha Du thấy bản thân luôn được mọi người giúp đỡ nên cậu ta muốn từ giờ phải tự lo cho bản thân mình. Thần đèn nghe được thì liền tách bọn họ thành hai nhóm. Ha đi cùng Anna thì vô tình đụng phải những tên bức tượng được điều khiển bằng ma thuật, vì đều là đá nên mấy đòn vật lý của Anna không hề gây được chút sát thương nào. Ha đã ném năng lượng của bản thân và thanh đao và tung chảm hạ được một tên, nhưng việc sử dụng năng lượng liên tục như vậy khiến Ha nhanh chóng đuối sức. Anna muốn vào giúp nhưng Ha với cái tính cứng đầu hệt như Ali đã không để cô tham gia. Nhưng Anna muốn đánh hay không là quyền của cô nên cô đã tự mình bước lên. Đã không được nên cô đã ôm mấy bức tượng và ném vào đống còn lại để chúng vỡ vụn. Hazu sau đó tỉnh lại thì bỗng dưng khóc lóc như là đứa trẻ. Cậu ta cảm thấy bản thân thật vô dụng và tên da gan thì liên tục lên tiếng sỉ nhục Hazu khiến cậu ta dỗi lây luôn cả mọi người. Ali bước đến và cho rằng cậu cũng có trách nhiệm và hiểu được cảm giác của Hazu. Ali giờ đây nhận ra bản thân thật sự không ghét bỏ gì hoàng tử và muốn không để một ai phải cô đơn nữa. Ali đã bắt tay làm hòa và đã gắn kết lại được tinh thần với Hazu xin bát lúc này vẫn đang theo dõi tình hình của nhóm ali dựa vào phép thuật của zaiha bất ngờ lúc này màn chắn bao bọc hòn đảo của zaiha tạo ra bị phá hủy kẻ phá lá chắn đó chính là judai hắn đã bình phục và đến đây chào hỏi một câu ra pha tấn công nhưng sức mạnh của cậu ta không thể đụng tới một maji hắn đến đây để hỏi xin bát về một điều mà hắn thắc mắc đó là tại sao lại có một maji thứ tư xuất hiện vì thực chất chỉ có được ba maji được tồn tại trong cùng một thời điểm bản thân hắn là maji đầu tiên và hai người khác vẫn đang ẩn danh và còn sống nên tại sao lại có sự xuất hiện của aladdin hơn nữa aladdin còn sở hữu sức mạnh mà đến cả hắn cũng chưa từng nghe đến hắn nói ra mục đích chính khi đến đây là để thông báo với sinbad rằng tổ chức của hắn đang âm mưu thực hiện một trận chiến nhắm thẳng vào vương quốc này của sinbad và nhiệm vụ của hắn chỉ là phá bỏ đi lớp màn chắn bảo vệ nơi này còn bên phía ali aladdin đã nhận ra tên jagan này không phải là một thần đèn thật sự vì với sức mạnh bình thường của cậu mà hắn vẫn phải dùng bộ phận cơ thể để chống đỡ thật ra hắn cũng chỉ là một sinh vật được tạo ra từ mê cung này và có hình dạng giống với thần đèn da gan thật ali đã tức giận trước những hành động mà hắn làm với người dân nên đã lao vào tung một đường kiếm đã cắt được đầu của hắn tuy nhiên hắn đã hấp thụ năng lượng mà hồi phục lại cơ thể thật của hắn lúc này đang nằm sâu bên dưới lòng đất của mê cung cả nhóm sau đó bị hắn lừa vào bẫy và rơi xuống ngay đường tiêu hóa thật của hắn đúng lúc này thì anna đã sử dụng những sợi xích của mình kết hợp cùng sức mạnh vay mượn từ thần đèn của ali cô quật sợi dây để giữ mọi người lại và đu lên để đưa mọi người thoát khỏi nơi này Cô sau đó đã quay lại dưới kia và sử dụng khả năng hiện thân thần vật và đốt cháy toàn bộ chân thân thật của tên giả mạo. Tuy nhiên sức mạnh đó cũng gần hết năng lượng trong người của Anna khiến cô chịu thương tổn nặng mà ngất đi. Cả nhóm sau đó đi mở cánh cửa cuối cùng để tiếp cận gần thần đèn ra gan thật thì tên bí ẩn cùng hai người bí ẩn họ gặp ở cảng đã ở đây từ trước để chờ họ. Việc cả hai đến đây đều nằm trong kế hoạch của chúng. Và hiển nhiên mục tiêu của chúng vẫn là trừ khử cả hai. Hazu đã buộc phải đưa cô bé kia cùng Anna rời khỏi vùng nguy hiểm để Ali và Aladdin có thể thoải mái chiến đấu. Đối mặt với Aladdin và Ali là một cô công chúa của một vương quốc từng rất hùng mạnh, nhưng quốc gia của cô ta đã sụp đổ nên lý do cô ta gia nhập tổ chức là để tìm kiếm sức mạnh và khôi phục lại vương quốc. Người đi cùng là hiệp sĩ cận vệ của cô ta. Ali một lần nữa chứng kiến cảnh một người tự đâm vũ khí vào người để trở thành thần đèn hắc ám. Ali một lần nữa thấy hình ảnh của Kasim hiện về, khả năng của cô ta là điều khiển cát và gió để tạo thành những cơn bão cát. Aladdin đã phải đánh thức Ali để cậu nhận ra đối thủ không phải là Kasim. Cả hai sau đó đã cùng lao vào chiến đấu còn du thì muốn xin bát nhập bọn với hắn còn không thì hãy cố mà giết được hắn vì hắn rất trông chờ vào một ngày nào đó được đấu với xin bát nhưng giờ hắn ta chỉ đến để thông báo và làm đủ phần việc của bản thân rồi rời đi hắn cũng cho xin bát biết luôn là đế quốc đã có đến 5 người chinh phục được mê cung nên quân sự là không hề yếu chỉ cần hắn hợp tác với những người đó thì hòn đảo này chắc chắn sẽ bay màu trong nháy mắt công chúa nghe tin thì rất sốc nên hắn muốn công chúa dáng về cho sớm trước khi tổ chức tấn công nơi đây hắn sau đó bay đi và xin bát đã phải mở cuộc họp với 8 đại tướng để chuẩn bị cuộc phản công Màn chắn bây giờ muốn dựng lại cũng phải mất 10 ngày, vì Sinbad giờ đang trong tình trạng không ổn này nên anh đành trông cậy vào 8 đại tướng của mình và họ cũng hứa là sẽ không để Sinbad thất vọng. Công chúa sau đó bước tới và bày tỏ rằng cô không biết tên Zudan vừa nói gì. Sinbad cho rằng cuộc chiến giữa nơi này và đế quốc trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ là do tổ chức phát động nên Sinbad bảo cô nên quay về đất nước vì cuộc chiến có thể làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng mà công chúa muốn được góp sức để cùng Sinbad chiến đấu vì cô cũng là một người chinh phục mê cung, anh đánh giá cao lòng thành của cô nên cũng không muốn ép cô trở về. Quay trở lại với Ali, cậu đang phải chiến đấu với tên hiệp sĩ. Thân thủ của Ali khá chậm làm cho hắn cũng chẳng có hứng thú mà đánh. Hắn không hiểu sao một con chuột như cậu lại được một Magi tiến cử. Aladdin lúc này cũng bị thổi bay. Cả hai đều nhận ra khoảng cách chênh lệch với đối thủ. Nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc. Ali nhớ lại lời sư phụ dạy là vũ khí to quá không hóp với phong cách chiến đấu của cậu. Thế là cậu biến con dao về nguyên bản và chuyển hóa thành dạng vũ khí thánh thần để dễ sử dụng hơn với sở trường chiến đấu cùng con dao nhỏ này thì ali đã có thể gia tăng được tốc độ của bản thân còn với aladdin cậu tung chiêu liên tục để khiến đối thủ phải hao hụt năng lượng giúp vì như ha đã dạy thì cậu là người được giúp yêu quý nên nguồn năng lượng vô tận của cậu chính là điểm mạnh aladdin đã thành công trói được con quái lại để dồn phép kết liễu ali bên kia cũng đã phế được tứ chi của tên hiệp sĩ nhưng tên bí ẩn kia lại can thiệp để ngăn aladdin dùng phép hắn quyết định cho cả hai thấy sức mạnh thật sự của hắc ám thần vật hắn sau đó đã biến thần đèn hắc ám trở lại thành công chúa nhưng khoác lên mình trang bị hắc ám ả ta sau đó đã lao lên chiến đấu và dùng khả năng điều khiển cắt để thay đổi vũ khí liên tục và tóm được aladdin ali phải đến giải thoát cho aladdin để cùng chiến tiếp tên hiệp sĩ lúc này cũng được gọi dậy và tứ chi đột nhiên trở về lành lặn như chưa có gì xảy ra hắn giờ đây có khả năng di chuyển lơ lửng để tăng tốc độ mà không bị bộ giáp nặng nề đó làm ảnh hưởng hắn khiến ali không thể theo kịp nhưng hazu đã quay lại để hỗ trợ ali còn ana thì đã được cậu ta đưa vào phòng chứa kho báu Aladdin muốn Ali cố câu giờ vì cậu tin hai kẻ kia sẽ sớm cạn năng lượng, nhưng tên bí ẩn cho họ biết tổ chức hiện đang trên đường đến hòn đảo của Sinbad. Lý do là vì Sinbad đã xen vào chuyện của chúng quá nhiều nên chúng sẽ không để yên nữa, và may mắn hơn khi Sinbad lại đang bị phong ấn. Hắn cho rằng Ali là nguyên do của mọi thứ, cậu đi đến đâu là tai ương đến đấy. Hắn sau đó bảo ả công chúa để cho Hazu còn sống nhưng ả đã quyết định dùng chiêu tối thượng để xử hết tất cả một lượt. Còn bên Sinbad, lúc này thì kẻ thù đã đến tận cửa. Các đại tướng cũng sớm chạm mặt kẻ thù riêng của mình chúng đều là những kẻ sử dụng hắc ám thần vật và xin bát thấy lạ khi chúng đem có từng này đến là vẫn còn ít quay lại với aladdin cậu nhận ra đây là kỹ năng tối thượng thứ mà người dùng thần vật nào cũng có thể sử dụng nếu biết cách aladdin muốn phá ả thì tên hiệp sĩ đã đứng ra chặn ali và hazu quyết định lên giữ chân tên hiệp sĩ để aladdin phá phép nhưng tên hiệp sĩ vẫn quá nhanh so với ali và hazu chưa kể cả hai còn đánh rời rạc không biết phối hợp với nhau để rồi trong một giây sơ sẩy Ali đã bị tên hiệp sĩ nhắm vào điểm mù buộc Hazu phải chạy đến đỡ cho Ali mà hóa thành dương quá và phép tối thượng của ả à kia cũng đã xong. Ả à ta ném xuống chỗ cả ba hàng ngàn thanh kiếm và khả năng né tránh được hết gần như bằng không ở phía còn lại. Sa Can lúc này phải đối đầu với một tên có khả năng tạo ra phân thân bóng tối từ thần vật bị áp đảo số lượng khiến Sa Can cũng khó để đối phó. Còn Masu thì chạm mặt một kẻ có khả năng gọi ra hai cánh tay thần đèn như Aladdin trước đây. Thấy Masu chặn đòn khá dễ thì đối thủ cũng đã phải dùng đến trang bị hắc ám các đại tướng nhìn chung vẫn khá ổn nên giai ha cho rằng bên tổ chức hẳn cũng đang gặp khó nhưng địch cho biết họ đang chưa biết mục đích thật sự của chúng Pisty đã cho thủy quái nhắm vào màn xương đen này mà nuốt nhưng thủy quái ngay lập tức mục giữa khi chạm vào màn xương đây chính là mục đích chính của chúng chỉ cần màn xương này quét qua hòn đảo thì không một sinh vật nào có thể sống sót còn bên ali cả nhóm vẫn sống sót sau chưa thức vừa rồi vì aladdin từ đầu đã cố tình dùng nhiều ma pháp nước để tạo ra hơi nước và dùng phép để khúc xạ ánh sáng nhằm đánh lừa à ta tấn công vào hình chiếu tên hiệp sĩ lúc này cũng cạn ma pháp và để lộ ra việc bản thân chỉ là một con rối cắt được cô công chúa kia tạo ra cô ta đã ở cạnh anh hiệp sĩ này từ nhỏ nhưng đến bây giờ mới biết sự thật này ali nhìn cô ta đau khổ khi mất người thân cận thì ấm ức ấm ức vì họ bị lợi dụng ấm ức vì điều chúng đã làm mà giờ lại tỏ ra đáng thương như vậy à công chúa rất tức giận với ali nên đã đòi bắt cậu trả giá ali đã có thể xử cô ta ngay nhưng cậu đã không làm vậy nhưng tên bí ẩn kia thì có hắn thẳng tay loại bỏ cô khi đã hết giá trị lợi dụng trong lúc đó Masu đã quyết định mượn sức mạnh từ Sinbad để sử dụng hiện thân thần vật và lao đến đâm cho đối phương một nhát. Còn Sa Can thì bị đối thủ tạo ra hàng đống cái bóng để bao vây. Anh ta cũng đã dùng đến hiện thân thần vật để biến dài thanh kiếm và một đường chém cả kẻ địch lẫn những cái bóng của hắn. Còn công chúa lúc này vẫn lê lết. Ali đã chạy đến chỗ cô và bắt đầu thấy được những hình ảnh về quá khứ của cô ta. Cậu thấy cảnh cô cùng anh hiệp sĩ đã vui vẻ bên nhau lúc nhỏ ra sao. Cho đến lúc vương quốc của cô ta bị lật đổ, cảnh vua cha của cô ta bị giết, cảnh cả vương quốc bị thiêu cháy. Aladdin đã bảo Ali đừng có đồng cảm với giúp của cô ta. Nhưng Ali vẫn tiếp tục xem và thấy cảnh người quan trọng cuối cùng của cô bị giết ngay trước mắt, cảnh anh hiệp sĩ bị quân nổi dậy giết chết và cho rằng việc cô ta phải chết là số mệnh. Cậu đã dần thấm nhuần cảm xúc của cô ta và cho rằng số mệnh chỉ là thứ đáng bị nguyền rủa. Aladdin biết mỗi khi có ai đó nguyền rủa số phận thì giúp của người đó sẽ hóa đen. Aladdin cố gọi Ali thoát ra nhưng không có phản hồi nên Aladdin định can thiệp. Có điều, tên bí ẩn kia thì không cho cậu cơ hội đó hắn đã cho ali biết hắn chính là nguyên do dẫn cậu đến mọi đau khổ trên đời chính hắn đã gây ra sự hỗn loạn ở vương quốc của cậu làm bạn thân cậu phải chết và giờ thì vương quốc của sinbad lại rơi vào chiến tranh là nguyên nhân khiến cậu đến đây khiến cô công chúa kia phải nằm chờ chết và khiến ha kia mất cả cánh tay cũng chính hắn là người đã đưa tên lãnh chúa đầu phim đến thành phố mà ali chinh phục được mê cung nên nếu cậu ghét hắn thì hãy dùng hắc ám thần vật đó mà giết hắn giây phút cậu giết hắn thì cậu sẽ chính thức lạc lối cậu đã đâm con dao vào hắn và được hắn chào mừng đến với bóng tối còn Sinbad lúc này thấy được hình ảnh của Ali và biết bản thân đã nhầm khi để nhóm Ali đến đó. Ali đã chính thức hắc hóa và có được một bộ trang bị hắc ám. Con mắt trên trán Ali đang khiến Aladdin không thể dùng phép. Thế là Anna trở lại và quyết định phá hủy con mắt đó giúp Aladdin, cô quyết định sẽ kéo Ali trở lại. Trong lúc đó, Jaiha đang gặp khó khăn nên đành phải tạo sương mù để ẩn thân, màn sương đen đã kéo đến đảo của Sinbad. Draco đã khạc lửa để đẩy lùi chúng nhưng không ăn thua buộc quân của Sinbad phải rút lui. Sinbad cho Jafar biết trận ở đây là để đánh lạc hướng vì mục tiêu của chúng là Ali và Aladdin. Công chúa Kogi đã ra mặt để xin phép Sinbad để cho cô được giúp đỡ. Còn Ana lúc này hoàn toàn đuối thế trước Ali. Ali đã biến đổi vũ khí để tóm Ana rồi ném cô đi. Hazu biết bản thân phải làm gì đó nên đã gọi thần đèn Zagan ra để hỗ trợ. Zagan đã quyết định nhận Hazu làm chủ nhân và tạo cho Hazu một cái tay gỗ rồi biến mất. Ana đã lao lên tiếp thì bị Ali ném ra và được Hazu đỡ lấy. Hazu sau đó đã lao lên và đánh bay vũ khí của Ali để Anna lao đến đá vỡ con mắt. Aladdin sẽ lo việc sau cùng, về lại hòn đảo. Jaiha Ha đã hết sương mù nên bị kẻ địch bắn vỡ hết trang bị trên người. Cô vẫn khích đều lão ta để lão ta dồn hết năng lực để bắn cô một nhát, nhưng cô đã dựng ra một lá chắn để phản lại đòn đó. Đòn đó đã thiêu dụi một nửa màn xương đen trên đảo và cô cho biết mấy thứ ông ta bắn vỡ là đồ chứa năng lượng của cô. Nói cách khác thì chúng chỉ là thứ kìm hãm sức mạnh của cô. Khi lão ta đã hết năng lượng thì Mi Chát chỉ việc cho lão một thương là kết thúc công chúa Kogi đã ra trận và tạo nên một đợt sóng lớn và thổi bay đi hết màn xương đen ra khỏi đảo của Sinbad. Còn Aladdin lúc này đang tìm Ali trong tâm trí cậu, ai đó đã đẩy nhẹ để giúp Aladdin đến gần hơn. Ali lúc này đã hỏi Aladdin là tại sao cậu lại còn sống. Nếu mọi thứ đều bị chi phối bởi số phận thì người ta phải vươn lên để làm gì? Aladdin cho rằng từ khi cả hai đi cùng nhau thì cả hai đã không ít lần vượt qua số phận. Dù liên tục trải qua đau đớn hay tuyệt vọng thì Ali vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Nhờ đó Ali đã kiếm được không ít bạn bè và cũng giúp những người đó vượt lên số phận của mình, nếu cậu sai lầm thì chỉ cần sửa sai. Aladdin đã cảm hóa được Ali và đưa Ali về lại ánh sáng, nhưng cả hai vẫn muốn cảm hóa luôn nguồn bóng tối còn lại. Tên bí ẩn lúc này đã bỏ chạy thì chạm mặt Sinbad. Anh sử dụng trang bị thần thánh nhưng càng dùng thì anh sẽ bị ăn mòn nhiều hơn, có điều Sinbad đã tự hóa giả lời nguyền vì vốn dĩ anh đã bị nguyền rủa từ lâu. Chỉ là lời nguyền của hắn không mạnh như lời nguyền mà anh đang chịu giúp hắc ám với anh cũng chỉ là một nguồn sức mạnh vì vốn dĩ anh đã sa ngã từ lâu. Ali và Aladdin lúc này chạm mặt tên bí ẩn kia một lần nữa. Hắn cho biết cơ thể thật của hắn đã bị Sinbad phá hủy nên giờ hắn chỉ còn là tâm ma của lời nguyền. Vốn dĩ hắn gieo rắc bóng tối lên thế giới là để giúp những kẻ muốn chống lại số phận. Nhưng Aladdin cho rằng nếu từ chối số phận của mình thì thế giới sẽ mất đi sức mạnh để tiến về phía trước. Hắn sau đó đã cho Aladdin thấy quá khứ của hắn. Hắn từng là một trong ba magi của đức vua Solomon, vua của các thần đèn nhưng hắn là maji bóng tối và đã liên tục giao tranh và chống lại những maji ánh sáng và thế lực của họ hết đời này sang đời khác nên giờ hắn muốn cả hai phải giết hắn hoặc hắn sẽ đồng quy vô tận với cả hai nhưng ali đã không tiêu diệt hắn mà chỉ chém vỡ mặt nạ mà hắn đang đeo aladdin sau đó đã dùng phép và gửi hắn về lại cho solomon hắn thấy bản thân giờ không biết phải đối mặt với solomon ra sao mọi chuyện sau đó đã kết thúc ali đã trở về lại bình thường linh hồn anh hiệp sĩ đã gặp lại công chúa lần cuối trước khi trở về với dòng chảy Aladdin cũng cảm ơn Kasim vì chính Kasim đã đẩy cậu đến gần với Ali lúc ở trong tâm trí. Ali tỉnh lại và Anna đã rất vui mừng mà thiếp đi. Cậu cũng chúc mừng Hazu khi đã chinh phục được một mê cung, cả nhóm sau đó đã đưa những người bị mê cung hút vào ra ngoài. Ali và Aladdin đã cảm ơn nhau vì đã cho nhau một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Cả hai đã trải qua nhiều chuyện kể từ hồi mới gặp nhau và giờ đây cuộc phiêu lưu sẽ vẫn còn tiếp tục và dẫn họ đến những nơi xa xôi hơn và Aladdin sẽ tiếp tục làm ma gì. Làm người dẫn dắt Ali tiếp tục tiến lên phía trước và phim đến đây cũng là kết thúc.